Địa Tạng cả đời rồi thì chúng ta cứ tụng. Nếu mà còn thời gian chúng ta chỉ có thể tụng thêm đến kinh Phổ Môn thì cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Một câu A Di Đà Phật. Theo người tu tịnh độ, pháp đạo tràng của chúng ta là gọi là tịnh tông học hội Việt Nam. Cho nên đó, vẫn lấy câu A Di Đà Phật là chủ đạo. Kinh tụng là phương tiện, là con thuyền để cho chúng ta gì? Bơi qua sông. Câu A Di Đà Phật chính là cái đích để cho chúng ta đến. Tức là nương vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là cái đích đến. Còn thuyền đó thì ngồi con thuyền nào cũng được, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền làm bằng sắt, thuyền làm bằng tre, thuyền làm bằng gỗ đều được cả, miễn là sang tới bên kia sông. Tức là gì? Tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay kinh 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 Phổ Môn đều được cả. Nhưng mà theo thầy thì thôi, thì khi chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng rồi thì chúng ta cứ tụng kinh Địa Tạng, còn thầy tụng kinh Phổ Môn hoặc giảng kinh Phổ Môn đó thì cứ kệ thầy, và những người có duyên với kinh Phổ Môn họ lại gì? Họ lại tiếp tục nghe và tụng, còn mình có duyên với Địa Tạng cứ hành cả đời cũng được, không sao. À. Nhưng hoặc chúng ta dành thêm một hoặc hai thời kinh để tụng thêm kinh Phổ Môn, nếu chúng ta thu xếp được thời gian thì cũng cũng được, không ảnh hưởng gì, không thể gọi là tạp tu được, vì 84.000 pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng có thể gì? Đưa chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ được. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ. Thầy cho con hỏi, nếu trong các bữa con không ăn chay thì khi con tụng kinh Địa Tạng có sao không ạ? Và khi ngồi đọc sách, con có cần phải trang phục nghiêm chỉnh, tức là quần áo, quần dài và áo không ạ? Ở đây thì Phật tử hỏi là khi không ăn chay có tụng kinh Địa Tạng có được không? Được, không sao. Nhưng tất nhiên thì công đức nó cũng sẽ giảm đi, nhưng vẫn được, có còn hơn không. Ý thứ hai Phật tử hỏi là khi ngồi đọc sách thì có cần phải mặc quần áo dài để chỉnh trang nghiêm không? Nên như thế, nên đầy đủ oai nghi phép tắc để mà đọc sách, đặc biệt là khi chúng ta còn mạnh khỏe vân vân, không nên mặc quần đùi, áo cộc, quần ngắn, áo me ô để mà gì mà cầm sách phần mà đọc. Đấy là cái vì chúng ta như thế là không đủ lòng thành kính, sẽ tổn phước. Cho nên khi đọc sách Phật nên gì? Rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ, và cầm quyển kinh hay quyển sách của Phật lên, chúng ta phải xác định là thân thể chúng ta phải trang nghiêm, y áo cho chỉnh tề. Ý thứ hai, ở nhà con mở pháp cho con cái nghe, rồi cháu nó hỏi thế này mà con không trả lời được, con xin thầy giúp ạ. Cháu nó hỏi là gì? Sau khi người ta chết, xả bỏ báo thân thì người ta quên hết mọi việc quá khứ, vậy sao lại có chuyện oan gia trái chủ theo ta đòi nợ kiếp sau ạ? Con xin thầy trả lời. Sau khi người ta chết, Đức Phật nói này, nó chỉ là trong an tạ tàng tạng thức a lại da của mình, chúng gọi là tạm quên khi chúng ta nhập thai. Chúng ta nhập vào thai mẹ, ở vào trong cái nơi u tối bẩn thỉu đó, cái a lại da thức của chúng ta thì tạm quên đi thôi. Giống như các quý vị lấy một cái hòn đá để đè lên một cái bãi cỏ trong một khoảng một vài tuần, thì các quý vị nghĩ là gì? Bãi cỏ đấy nó chết đi thật chưa? Chết chưa? Chưa chết thật, nó chỉ mới gì mới héo lá và gì chết cái lá thôi. Các quý vị nhấc cái hòn đá đi khỏi bãi cỏ và gì một vài tuần và một vài tháng sau nó lại tiếp tục mọc đi, mọc lên như thường, và thậm chí nó còn tốt hơn cái gì cái chỗ cỏ mà không bị đè đá kia. A lại ra thức tức là cái tạng thức chủng tử, tức là cái trí nhớ, cái nhân quả tội phúc của chúng ta gieo trồng vào trong tạng thức a lại ra của chúng ta cũng tương tự như thế. Còn vì sao mà ở dưới quay âm nó đi tìm ta, nó báo oán được ta, là vì sao? Vì nó chưa nhập thai, tâm của nó thì một lòng một dạ, nó thì đi báo báo thù, đi trả thù, cho nên nó chưa nhập thai, vậy nó còn nhớ rất nhiều rất dai. Hoặc là khi gì cái khi mà nó mới sinh ra nó cũng quên, nhưng mà sau khi lớn lên nó tự nhiên gặp nhau, nó gì nó khởi ra cái tâm gì thù hận với nhau, một câu nói, hai câu nói, ba câu nói. Bình thường thì có duyên thì là bạn, mà không có duyên là thù, thì từ một câu nói, hai câu nói, ba câu nói nó biến thành gì? Biến thành thù. Cho nên chúng ta mới thấy là có người mới gặp nhau lần đầu đấy gì đã thấy ghét nhau, hoặc là về chung sống với nhau một thời gian gì mới thấy ghét nhau. Đó chính là gì? Nhân quả. Đến lúc đó nó mới chín muồi, dần dần nó mới nhận ra là gì, tự nhiên cái chủng tử thù hận ở trong a lại gia thức nó mới sinh ra, thì khi đó nó về nó nhìn thấy, nó mới thù, nó mới tìm để báo thù, nó mới tìm được, lúc đó tìm được rồi lúc đó nó mới báo thù là như vậy. Cho nên
Cái này thì câu hỏi này nó cũng trả lời thì phải hơi dài, hơi khó một chút, nhưng thời gian không có cho nên thầy không giải thích rộng hơn hơn nữa. Thì một dịp nào đó có thể một câu hỏi tương tự thầy sẽ giải thích rộng hơn cái này. Như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Đi chùa lễ Phật, trang điểm son phấn thì có mang tội không ạ? Chúng ta biết là ở trong giới luật của Đức Phật chế định thì đối với người xuất gia thì không được trang điểm phấn sáp hay là bôi ướp hương hoa xông mình. Vì sao vậy như thế? Vì Đức Phật cũng muốn tránh cái thứ nhất là tránh cái tâm tham đắm chấp vào tấm thân của mình cho là thực có, và đồng thời nữa cũng để ngăn ngừa cái lòng cái sự luyến ái từ người khác đem đến cho chúng ta. Còn đối với Phật tử tại gia thì chúng tôi cũng không thấy ở trong luật Đức Phật cấm là Phật tử tại gia đến chùa là không được trang điểm phấn son. Thì trong luật thì tôi không thấy Phật cấm Phật tử tại gia, nhưng mà những người xuất gia thì là Phật cấm. Đấy là rõ ràng rồi. Còn Phật tử tại gia thì tôi chưa đọc thấy ở trong luật. Thì cái này á, tuy có thể là chúng ta thấy là đọc không đọc thấy ở trong luật, nhưng mà đã là Phật tử chúng ta đi chùa rồi thì chúng ta cũng nên gì, cũng không nên trang điểm phấn son loè loẹt làm cái gì. Vậy chúng ta đến chùa là để thành kính lễ Phật, thân cận chư tăng để học hỏi giáo pháp của Đức Phật, để tu tập ngõ hầu một đời cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Thì còn chúng ta còn chấp vào cái tấm thân mình, còn thích trang điểm, thích bôi son đánh phấn xông ướp hương hoa, bây giờ gọi là xịt nước hoa vân vân đó. Thì làm cái đó thì trong kinh Phật nói là nó chỉ có làm cho tăng trưởng cái tâm chấp ái của mình mà thôi, ái chấp của mình mà thôi, và đồng thời cũng làm gì, làm cho những người họ nhìn thấy mình họ khởi cái tâm gì, cái tâm ái dục. Như vậy đối với đạo xuất thế thì nó đem đến cái sự không thanh tịnh cho người khác, khởi cái tâm là ham muốn, nhận đến có khi là từ cái chỗ đó đôi bên có khi sinh tình cảm với nhau vân vân đó, thì nó cũng thành cái điểm là không tốt, nếu mà đấy là chúng ta cầu đạo xuất thế cơ. Còn Phật tử chúng ta gọi là chỉ đi chùa lễ Phật bình thường thôi á, thì tôi nghĩ rằng thì trong luật Phật không cấm thì chúng ta có chót trang điểm một chút rồi, hoặc là để thấy người ta trang điểm thì mình cũng không nên kỳ thị họ vì họ chưa hiểu Phật pháp. Có khi họ là quy y Tam Bảo rồi nhưng mà chưa được nghe giảng, chưa được hiểu Phật pháp, cho nên họ vẫn còn thích là bôi một chút son phấn để cho nó làm đẹp cơ thân thể chẳng hạn. Thì chúng ta có thấy họ là Phật tử mà làm như vậy thì cũng không nên khởi tâm để chỉ trích họ. Không nên khởi tâm chỉ trích họ. Vì nếu chúng ta chỉ trích họ thì họ lại quay lại chỉ trích chúng ta, hai bên chỉ trích lẫn nhau, thì chúng ta biết là tất cả đều là đệ tử Phật cả. Nếu họ mà chúng nếu mà cái người đó mà là bạn chúng ta thì chúng ta có thể một lúc nào vui vẻ chúng ta góp ý dần dần với các bạn của chúng ta, thôi lần sau mình đi chùa lễ Phật thì cũng không nên trang điểm phấn son là gì, cứ ăn mặc cho kín đáo, sạch sẽ kín đáo gọn gàng là được, cũng không nên ăn mặc một cách là hở hang quá khiến cho vào cái nơi thanh tịnh, nơi cửa Phật là nó không được tôn nghiêm, thì có thể là lại còn mắc tội thêm. Vì sao mắc tội? Vì chúng ta mà ăn mặc không như lý như pháp khiến cho người khác động tâm về mình ấy, thì đấy cũng là gì, đấy cũng là cái nhân làm cho họ đọa lạc, mà họ đọa lạc thì ta cũng rất dễ gì, rất dễ đọa lạc theo họ đó. Thì cái này thì các Phật tử chúng ta cũng nên suy xét. Về câu hỏi thứ nhất thì thầy cũng xin chị xin nêu qua như vậy thôi, các Phật tử có thể đi tham khảo thêm hoặc gặp các. Về câu thứ hai của chương của kỳ Phật pháp số 20 này, các Phật tử hỏi như thế này:
Bạch thầy, cho con hỏi, nếu Phật tử phạm vào một trong những tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung nhất tâm niệm 10 câu Phật hiệu thì có được vãng sinh không? Và nếu được vãng sinh thì sẽ được ở phẩm vị nào? Một câu hỏi rất là sâu, rất là ý nghĩa và rất là thực tế trong cái cuộc sống tu hành của Phật tử của chúng ta. Chúng ta thấy có Phật tử hỏi rằng á, nếu Phật tử phạm vào một trong những tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu thì có được vãng sinh hay không? Và nếu được thì sẽ được vãng sinh ở phẩm vị nào? Thì chúng ta thấy câu hỏi là gì? Nếu Phật tử phạm vào một trong những tội ngũ nghịch thập ác, thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là ngũ nghịch. Ngũ nghịch tức là năm tội gì? Năm cái tội gọi là đại ác. Cái tội này là tội ác nhất, cho nên gọi là gọi năm cái tội này gọi là tội ngũ nghịch. Nghịch tức là trái với luân thường đạo lý của thế gian, cũng như là trái với luân thường đạo lý giáo lý giải thoát giác ngộ của chư Phật đã từng tuyên thuyết, đã từng chỉ dạy cho tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta, cho nên đã gọi là những cái tội đó gọi là tội cực trọng, cực ác. Liệt ra thì Đức Phật nói này, liệt ra túc số Đức Phật nó có năm thứ. Tội thứ nhất đó là giết cha. Cha thì có cha đẻ, cha nuôi và cha dưỡng. Ở trong luật thì cũng có giải thích. Cha đẻ tức là bố đẻ mình á, cùng máu huyết á, cùng huyết thống á, đó gọi là cha đẻ, hay bố đẻ, hoặc là ba đẻ, vân vân. Cha nuôi tức là gì? Tức là người cha kết nghĩa gì, là cha nuôi mình, chăm sóc cho mình, cung phụng vật chất cho mình, hoặc dạy bảo tri thức cho mình. Và bố con nhận là con nuôi với nhau, đó gọi là cha nuôi. Còn cha dưỡng nữa, cha dưỡng tức là sao? Tức là có thể là mẹ chúng ta sau khi sinh ra chúng ta, hoặc là cha chúng ta mất đi, hoặc là cha chúng ta đi lấy một người con gái khác, xong mẹ chúng ta thì cũng không ở vậy để nuôi con được, mà đi lấy một người đàn ông khác, thì đó gọi là cha dưỡng. Cái này thì các Phật tử ở thế gian chúng ta biết rất rõ rồi, gọi là dưỡng. Cha đẻ, cha nuôi và cha dưỡng. Mẹ thì cũng tương tự như vậy, đối lại gì? Mẹ đẻ, mẹ nuôi. Mẹ nuôi tức là mẹ nuôi ở đây có thể là ngày xưa gọi là cho vú nuôi đó. Tức ngày xưa hay cho con đi, sinh con ra, cho con, có khi là bà mẹ mất sữa ngày xưa thì thường là nuôi con bằng gì? Bằng sữa mẹ. Bà mẹ mất sữa thì sang nhà bà hàng xóm. Đấy. Bà hàng xóm thì cũng vừa sinh con cho nên bà có sữa, cho nên sang thì xin cho làm con nuôi để cho bà hàng xóm để cho nó bú nhờ. Cho bú nhờ đã gọi là gì? Gọi là vú nuôi. Vú nuôi hay là còn gọi là mẹ nuôi. Thứ nữa là gì? Mẹ kế. Mẹ kế. Mẹ kế tức là gì? Tức là dì ghẻ đó. Thì tất cả những cái đó thì mình đều gọi là gì? Gọi là cha mẹ. Gọi chung là gì? Gọi chung là cha mẹ. Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết gì? Giết thầy hòa thượng. Thầy hòa thượng bây giờ mình gọi là, mình gọi nôm na đó chính là các quý thầy xuất gia đã thọ gì? Thọ đại giới tỷ khiêu hoặc tỷ khiêu ni. Nói rộng là như thế, mà nói hẹp là gì? Là cái người thầy đã trao truyền tam quy ngũ giới cho mình đó, vị thầy bổn sư của mình đó. Cái người đó, cái vị thầy mà trao truyền tam quy ngũ giới cho mình đó là chính là đối Phật tử tại gia chúng ta gọi là thầy bản sư của mình. Miền Nam gọi là thầy bổn sư, miền Bắc chúng ta gọi là thầy bản sư. Bản tức là gốc, bản tức là gốc. Cái vị thầy trao truyền giới pháp cho mình tức là vị thầy đó là vị ân sư đầu tiên của chúng ta. Và chúng ta thì sống đến gì, đến cuối đời, trong suốt cuộc đời này chúng ta đều phải cung kính và tôn trọng vị thầy đó. Đó gọi là vị ân sư hay còn gọi là thầy hòa thượng, là những người gì, trao truyền pháp tam quy ngũ giới cho chúng ta, thậm chí nhấn đến bát quan trai giới hoặc bồ tát giới cho chúng ta, vân vân. Thế đó gọi là thầy hòa thượng. Đấy là nói nghĩa hẹp như vậy. Nói nghĩa rộng là chỉ cho tất cả những vị tăng ni đã thọ đại giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đó. Các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni đó, nói theo
cái từ ngữ của hiến chương xã hội của chúng ta là như vậy. Đó là gì? Đó là tội trọng thì thứ ba. Tội thứ tư đó gì? Đó là làm thân Phật chảy máu. Làm thân Phật chảy máu. Thì cái làm thân Phật chảy máu thì câu chuyện kể rằng người xưa thời Đức Phật còn tại thế thì Đề Bà Đạt Đa với A Xà Thế cùng bàn mưu với nhau. A Xà Thế thì giết phụ vương để lên ngôi vua là Tần Bà Sa La. Còn Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để mong được lên làm giáo chủ lãnh đạo tăng đoàn, vân vân. Nhưng mà khi 5 lần 7 lượt cùng với A Xà Thế bày mưu giết Phật không được thì bắt đầu một hôm thì Đề Bà Đạt Đa mới lên trên núi Linh Thiếu, trên đường Đức Phật đi khất thực thuyết pháp độ sinh về á, thì Đề Bà Đạt Đa đứng ở trên đỉnh núi Linh Thiếu và lăn một hòn đá to xuống, một tảng đá to xuống để với mục đích là cho nó đè Phật đi qua sẽ đè chết Phật, coi như là hòn tảng đá nó tự rơi xuống, ý ông là như vậy. Nhưng mà không ngờ thì khi tảng đá mà lăn xuống gần tới nơi mà Đức Phật đang đi á, thì trong kinh Đại Thừa nói rằng, kinh Đại Bảo Tích nói rằng Sơn Thần, lúc đó có một vị Sơn Thần thấy như vậy cho nên là hiện thành, dùng cái pháp thuật của mình hiện thành một cái hòn đá to hơn chắn ngang cái đường lăn của cái hòn đá mà Đề Bà Đạt Đa lăn từ trên đỉnh núi xuống đó, và hai hòn đá va chạm vào nhau ngay gần nơi Đức Phật đang đi đến, và cái hòn đá của Đề Bà A Xà Thế lăn xuống đó va chạm vào hòn đá to do Sơn Thần hóa ra đó thì vỡ vụn thành rất nhiều mảnh nhỏ, và trong đó thì có một mảnh nhỏ bay tới và cứa đứt cái ngón chân út của Đức Phật, làm cho cái ngón chân của Đức Phật rớm máu, chảy máu ra, và đó chính là gì? Đó chính là tội gọi là sau này Đề Bà Đạt Đa do cái tội ác đó cho nên bị đọa đại địa ngục A Tỳ. Vì vậy mà Đức Phật nói là đó chính là một trong 5 tội 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 cực lớn, đó gọi là tội một trong 5 tội ngũ nghịch đó. Đó, thì đấy là thời Phật còn tại thế làm thân Phật chảy máu. Còn thời nay á thì chúng ta phải hiểu rằng gì? Những kẻ khởi ác tâm. Đấy các Phật tử nhé. Các Phật tử nhớ những kẻ khởi ác tâm phá hủy chùa chiền tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật của các vị Bồ Tát thì đó gọi là đồng với cái tội gọi là tội làm thân Phật chảy máu như thời Phật còn tại thế vậy. Các vị phải để ý nhé, khởi ác tâm nhé. Mấy năm trước có một Phật tử đến nhìn thấy tôi thì bắt đầu khóc, khóc từ ngoài cửa chùa đi vào, khóc thật là to và đến là khóc, tôi hỏi làm sao, bắt đầu vị này vào cứ khóc khóc nức nở đi, xong rồi khóc hoài khóc và đến 10-15 phút rồi thì bắt đầu mới nín được, và nín nhưng mà không nín hẳn, vẫn nức nở và nói rằng bạch thầy, bố thấy con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Thế tôi hỏi là thế làm sao mà cụ đọa địa ngục A Tỳ, cụ vẫn ở đây mà tại sao cụ đọa địa ngục A Tỳ, bảo không con chắc chắn con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Thế tôi hỏi làm sao, cụ vẫn ở đây mà không, trong kinh nói là gì, nói là đốt tranh ảnh tôn tượng của Phật thì sẽ bị đọa địa ngục A Tỳ, đó là phạm vào một trong 5 tội ngũ nghịch, cho nên á con á đã gì đã chốt dại con á, con đốt cái vỏ hương mà có cái hình ảnh của Đức Phật ở trên đó, cho nên nhưng mà lúc con đốt là con không để ý, nhưng đốt xong bắt đầu nó cháy gần hết rồi con mới để ý, con nhìn thấy như con dập nhưng mà không kịp nữa, cho nên bạch thầy con biết là con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Cho nên từ hôm đến thế này là con đau khổ vô cùng, mà con á suốt ngày con lo thôi, không biết là con còn sống được ở trên đời này bao nhiêu lâu nữa rồi con sẽ bị gì, rồi con sẽ bị ngưu đầu ngục tốt nó đến nó bắt nó lôi con vào A Tỳ địa ngục thôi. Cho nên từ hôm nọ đến nay con không có giây phút nào ăn ngoan ngủ yên cả, nó đau khổ lắm, cho nên con biết con chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Đấy, Phật tử này nói cũng có lý một chút đấy. Từ hôm đốt xong một cái thì lúc nào cũng lo, lúc nào phiền não, lúc nào khóc, ăn không ngoan ngủ không yên, lúc nào khóc buồn rầu rồi lo lắng, đấy là gì, đấy chính là cũng có thể đúng một phần là đấy là hiện tướng, hiện tâm gì, tâm cảnh ở trong địa ngục rồi đấy. Còn A Tỳ hay chưa thì tôi chưa rõ lắm, nhưng mà đau khổ chính là trạng thái của cái sự đau khổ ở trong 3 đường ác đạo đó. Thế tôi mới hỏi thì cụ em mới nói là cái vấn đề đốt vỏ hương quét dọn ở trên ban thờ, thấy cái vỏ hương nó hết thì mang xuống bếp đốt nhưng không để ý, nhưng vứt vào bếp rồi khi nó cháy gần hết mà cái mới nhìn thấy
ảnh của cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca trong đó, cho nên vội vàng dập nhưng mà không kịp nữa. Đấy, cho nên là thấy lo bảo là con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Thế cho nên ở đây thì xong rồi tôi nghe như thế tôi mới cười, tôi bảo không phải, cụ không phải đọa địa ngục A Tỳ đâu, yên tâm đi, cụ vẫn lên được đây là không sao rồi. Đấy. Thế thì bà cụ bảo con lên ở đây, để con lên ở đây để con chào thầy thôi, một lúc nào đó, một ngày nào đó thì con không lên chào thầy được nữa thì con đi, thì không biết đi lúc nào con lên chào thầy. Tôi bảo yên tâm thì không sao đâu, không phải đây là lần cuối đâu, chắc chắn còn lên nhiều nữa. Đấy, mình vừa nói vừa cũng buồn cười cái sự hiểu biết của Phật tử thì người ta cũng có hạn là như vậy. Cho nên xong rồi thì phải giải thích cho người ta mãi, bảo phải khởi ác tâm. Đã, Phật tử phải hiểu là phải khởi cái tâm ác, cái tâm quay thường, cái tâm cống cao, cái tâm ngã mạn, cái tâm gì khinh bỉ, khinh thường, khinh rẻ gì, khinh rẻ tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, để đập, để phá, để đốt, hoặc là để bỏ vào những nơi gì bẩn thỉu ô uế, thì đó mới gì, mới gọi là đồng với cái tội hủy Phật, à, hủy tranh ảnh tôn tượng của Phật, hoặc khởi cái tâm ác mà gì mà đập phá đốt chùa, thì đó mới gọi là gì, mới gọi là phạm vào một trong những tội ngũ nghịch, gọi là làm thân Phật chảy máu. Đó. Chứ còn ở đây là gì? Phật tử do gì? Do dọn cái vỏ hương. Thì chúng ta biết là ở cái thời bây giờ á, vì cái thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học, cho nên cái vỏ hương á, họ cũng in cả cái hình Phật của vì vỏ bao hương mà. Vỏ bao hương họ cũng in cả cái hình Phật và hình Bồ Tát lên đó. Thậm chí cả gì? Có khi cả những cái hãng bánh kẹo, những cái gì, những cái đồ chơi vân vân, như cái vòng đeo tay cái gì vân vân, hay những cái đeo cổ vân vân, họ cũng thì họ làm cái hình Phật hình Bồ Tát vào đó, họ làm cái phương tiện. Trưởng lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không, viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới nói rằng đấy chỉ, đấy là cái phương tiện để cho gì, cho mọi người biết đến đạo, biết đến Phật, biết đến Bồ Tát tồn tại ở thế gian này. Họ sinh ra kém may mắn, không gặp Phật còn trụ thế, nhưng nay nhờ vào cái phương tiện thiện xảo của chư tôn đức tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta, đem cái tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật để với mục đích là hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Cho nên họ trên cái vỏ bao bì của bao hương, họ cũng in cái tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát lên đó, thường là Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Quán Thế Âm lên trên cái vỏ bao hương đó. Cho nên thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta là một Phật tử, là một tăng ni, mà chúng ta nhìn thấy cái vỏ hương như vậy mà chúng ta không đem chúng ta xuống bếp, hoặc đem xuống thì lò, ra cái lò hóa sớ, ở chùa thì có lò hóa sớ, ở nhà chúng ta nếu mà cẩn thận á, thì chúng ta sẽ đem ra cái, để vào cái chỗ hóa sớ ở nhà chúng ta, hoặc lấy cái chậu, chậu nhôm chứ đừng lấy chậu nhựa nhé. Phật tử đừng có lấy chậu nhựa mà hóa vỏ hương, mà hóa bao hương, mà hóa sớ nhé. Lấy chậu nhựa hóa xong đấy là bảo ôi giời, Phật thiêng quá, Phật lấy cả cái chậu của con đi rồi. Đó. Cho nên là nhớ là lấy cái chậu nhựa, hoặc là lấy cái bát cũng được, cái bát ăn cơm cũng được. Đó. Như cái bát bằng sứ mà đốt nhiều quá nó nóng thì nó vỡ. Đó. Lấy cái bát bằng nhôm ấy, thì cũng được. Đó. Thì khi chúng ta những cái đồ đó như là vỏ bao hương hay là cái tranh ảnh của Phật đã cũ rồi, rách rồi, chúng ta không dùng được nữa thì chúng ta phải hóa đi. Nhưng trước khi hóa chúng ta khởi cái tâm thành kính mà bạch với Phật Bồ Tát, chúng ta lễ Phật ba lễ ở ban thờ nhà chúng ta. Nếu chưa không có ban thờ Phật thì chúng ta có thể đối trước ban thần linh gia tiên chúng ta mà nhất tâm để cầu Phật, niệm danh hiệu Phật khoảng 10 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân chẳng hạn. Hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đều được cả, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát khoảng độ 10 tiếng. Nếu chúng ta xong bắt đầu chúng ta khấn nguyện con đệ tử tên là gì đó, pháp danh là gì, địa chỉ ở đâu, nay trong nhà con có những cái tranh ảnh của Phật bị cũ rách như thế này, thì con xin để Phật Bồ Tát chứng minh cho con, cho con được để làm lễ để hóa đi. Hoặc là gì, trong nhà con có cái như vỏ hương có hình ảnh của Phật của Bồ Tát như vậy như vậy, xin Phật Bồ Tát thì chứng minh cho con hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ chứng minh cho con để hóa đi. Và nếu mà thuộc bát nhã thì chúng ta niệm niệm một biến bát nhã vào đầu ra chúng ta hóa. Còn không thuộc bát nhã thì thôi, chúng ta cứ một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được. Đó, thì khi đó chúng ta
mới hóa đi. Thế như vậy là chúng ta khởi tâm cung kính mà hóa, để sẽ không mắc vào cái tội ngũ nghịch hay là cái tội coi thường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật đâu. Bằng không thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của Phật mà rơi, đấy là cái những cái vỏ hương nó rất là chúng ta đến các chùa thì rất là nhiều, đặc biệt là chùa Hương, chùa Thầy, những cái chùa mà danh lam di tích lịch sử văn hóa của quốc gia mà đông Phật tử qua lại á, thì họ thắp hương xong họ cứ vứt cái vỏ bao hương, có khi là đông người đi qua đi lại là dẫm đạp lên, như thế thì có lại không tốt, phải tội ra. Những người họ dẫm đạp lên là phải tội, những người mà vứt xuống cũng phải tội, mà người dẫm đạp lên thì cũng phải tội. Tội ở đây gọi là cái tội gì? Là tội vô tri, tội không biết, gọi chứ không phải tội cố ý. Nếu mà biết là ai mà biết là đây là gì, tranh ảnh và tôn tượng của tranh ảnh của Phật có ở trên vỏ hương này, nếu mà chúng ta biết là cố tình biết rồi mà còn cố tình mà vứt đi, coi khởi tâm coi thường mà vứt đi, do lười biếng đem ra cái lò hóa sớ để hóa, để chúng ta gì, chúng ta vo chúng ta vứt tẹt xuống đất một cái khiến cho người khác dám đạp lên, nó gọi là tội biết nhưng mà vẫn coi thường, thì cái tội đó gần gần như là tội gì, tội làm thân Phật chảy máu vậy, gần gần thôi chứ chưa bằng. Đó gọi là cái tội coi thường, cái tội coi thường cái tranh ảnh của Phật Bồ Tát, thì cái tội đấy cũng rất là lớn. Nhưng tất nhiên đấy thì nó chưa kết thành cái gọi là đại tội, đại trọng tội ngũ nghịch này đâu, một trong ngũ nghịch này đâu. Nhưng mà người vứt vào sau, người nào vô tình dẫm đạp lên thì cũng tổn phước, người dẫm đạp lên thì tổn phúc, mà ngồi người mà cố tình vứt, biết là tội mà còn cố tình vứt sẽ gì, sẽ có tội, sẽ tổn phúc và sẽ có tội. Còn cái người vô tình dẫm đạp lên họ chỉ tội bị tổn phúc thôi, tổn phúc một chút thôi, chứ tội cũng không nặng. Mà cái người kia vì họ vô tình mà họ không biết, còn thấy rồi mà gì, thấy rồi mà còn không nhặt đi là một Phật tử, mà không nhặt đi mà cố tình dẫm đạp lên, họ cố tình bỏ đấy là phải tội. Cho nên các vị thấy tôi đi ở trên dọc chùa mà có thấy cái vỏ hương nào có hình Phật một cái, hoặc thấy có bất cứ một cái gì có hình Phật Bồ Tát một cái, tôi liền cúi xuống tôi nhặt đi, đem vào lò hóa sớ, đem ra lò hóa sớ hoặc đem vào trong bếp thì hóa đi. Đó. Chứ đừng có vứt vào cái nơi gốc cây bẩn, đừng có nơi vứt vào nơi mà ẩm thấp, hay là nơi đống phân, hay nơi xọt rác. Đừng vứt vào nơi xọt rác hay đống phân, mà chúng ta nên hóa đi là tốt nhất. Thì đấy là nói là tội thứ tư, gọi là làm thân Phật chảy máu. Thời Phật tại thế thì như Địa Bà Đạt Đa, chỉ còn thời mạt pháp chúng ta này, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì gọi là khởi ác tâm mà đốt phá tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát và đập phá chùa chiền hay là tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Còn tội thứ năm đó là tội gì, gọi là tội chuyển pháp luân tăng hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Thì cái tội này thì Phật tử không thể phạm được, và kể cả các sư ni, các thầy ni còn không phạm được cái tội thứ năm này. Mà tội này chỉ có những vị tỷ khiêu đã thọ 250 giới đó, tức là những vị tăng, những vị thọ tỷ khiêu tăng đó, thì sống với nhau một người cũng không thể phá pháp luân tăng được, mà từ bốn người trở lên, tức là một nhóm tỷ khiêu bốn người trở lên sống chung với nhau một trụ xứ, hoặc là gì, chung với nhau một nơi, hoặc là sống nhiều nơi, nhưng mà bốn vị đó tập trung nhau vào một trụ xứ và tuyên bố ngược lại những lời giảng của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Ví dụ như Đức Phật nói là gì? Nói về tứ đế, nói về giáo pháp tứ đế là gì? Là khổ, tập, diệt, đạo. Và Đức Phật nói là đây là bốn chân lý như thật mà Đức Phật nào ra đời ở thế giới Sa Bà này cũng đều gì? Đều thuyết như vậy. Hằng hà sa số các Đức Phật quá khứ thành đạo ở thế giới này cũng đều thuyết như vậy, và chư Phật hiện tại cũng thuyết như vậy, và hằng hà sa số các Đức Phật gì? Vị lai ở thế giới Sa Bà này cũng sẽ thuyết như thế. Vì thế giới chúng ta gọi là thế giới gì? Thế giới Sa Bà, dịch là Kham Nhẫn, cái kinh Địa Tạng gọi là Quái Nam Thiềm Bộ Châu đó, tức là ở phía nam của núi Đại Tu Di đó. Phía đông thì có Quái Đông Thắng Thần Châu, phía tây thì có Quái Tây Ngưu Hái Châu, và phía bắc thì có Quái Bắc Câu Lư Châu. Và phía nam chính là cõi của chúng ta này, trái đất của chúng ta này, gọi là Quái Nam Thiềm Bộ Châu. Ở phía nam cho nên gọi là Quái Nam Thiềm Bộ Châu. Nhưng mà trong kinh Phật thì chúng ta thường ấy thấy thì nói là đây là thế giới này gọi là Quái Sa Bà, hay là thế giới Sa Bà. Phiên âm từ tiếng Phạm ra tiếng Trung Hoa
Thiên âm ra gọi là gì? Dịch nghĩa là gì? Là kham nhẫn. Kham nhẫn. Cõi kham nhẫn này thì có cả thánh và phàm đều ở chung với nhau. Cho nên á, mà có thánh thì đương nhiên là không nói tới rồi, nhưng phàm, phàm phu thì gì? Thường là do tham sân si mạn nghi, tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân, nó ngăn che mất cái bản tính, mất cái tâm bồ đề, mất cái tự tính giác ngộ của mình từ vô thủy đó, cho nên á mới gọi là chúng sinh. Vì vậy á mà Đức Phật nói gì? Đầu tiên khi chuyển bánh xe pháp, chúng ta biết là ngài nói về pháp tứ diệu đế, nói về khổ đế. Khổ đế là gì? Đức Phật nói về nguyên nhân của khổ thì nói rộng thì có vô lượng vô biên, nói hẹp lại thì có tam khổ, là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Mà nói thì nói rộng hơn một chút á, thì có bát khổ. Bát khổ tức là tám nỗi khổ, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, tức là cầu bất đắc khổ tức là cầu mong mà không được á, vừa lòng tỏa ý đó là khổ. Ái biệt ly khổ, sáu là ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Và thứ bảy là gì? Oán tắng hội khổ, tức là gì? Ghét mà phải chung sống với nhau, cùng một nhà, cùng một khu phố, cùng một một thôn bản đó, thì đó gọi là gì? Là khổ, đi ra đi vào nhìn thấy nhau, đó là khổ. Và cái thứ tám gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ, tức là năm ấm chỉ cho năm ấm ở trong thân thể của mình ấy, nó không được điều hòa thì sinh ra gì? Các bệnh khiến cho chúng ta đau khổ, thì đó gọi là khổ. Tám khổ: sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng ngộ, oán tăng hội khổ. Có miền Bắc thì đọc là oán tăng hội khổ, miền Nam thì đọc là oán tăng hội khổ. Và thứ tám là ngũ ấm xí tịnh khổ. Cho nên tám nỗi khổ này Đức Phật nói là cái nguyên là gì? Là cái quả mà chúng sinh gì đã gieo ở đời trước, cho nên nó sẽ mới gì mới có cái sự khổ ở đời này. Và đồng thời thì nó cũng là nhân của gì của đời này, nó kết thành gì, thành quả ở đời sau. Về cái khổ này, tám nỗi khổ này nó vừa là gì, là cái kết quả của cái nhân của đời trước chúng ta gieo trồng, mà đồng thời nó cũng là gì, cái nhân của đời này để cho gì thọ cái kết quả đời sau. Cho nên ở đây là gọi Đức Phật nói về đầu tiên, pháp đầu tiên trong tứ diệu đế, Đức Phật nói là khổ đế. Thực sự con người chúng ta là khổ đấy, đã sinh ra ở trên đời này là khổ đấy. Ngày xưa tôi đọc giáo pháp về tứ diệu đế này, tôi có cảm thán và tôi có sáng tác một cái bài hát, gọi là bài hát Chia tay quán trọ, cũng khá hay. Bài hát cũng khá hay. Bài hát này nói về cái ý nghĩa này, nói về cái cuộc sống ở thế gian này. Từ khi chúng ta sinh ra thì có mặt ở trên cõi đời này, ở trên nhân gian này là khổ rồi. Và chúng ta có mặt ở trên cuộc đời thì chúng ta hiểu gì? Nó chỉ như ở tạm bợ trên một, như một quán trọ mà thôi. Và chỉ khi nào chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ được, thì chúng ta mới có thể tự do tự tại thoát ly những nỗi khổ ấy. Thì hôm nay thì giọng thuốc lá đá thuốc lào thì không hát, hôm nào đó thì nếu mà đủ duyên thì sẽ hát các Phật tử nghe một cái bài hát. Nếu mà hiểu ra thì bài hát là rất là hay, ý nghĩa. Bài hát có thể nói là rất hay. Nếu là Phật Phật tử, chúng ta hiểu về nhân tình thế thái, hiểu về sự vô thường, khổ không vô ngã, kiếp nhân sinh luân hồi, thì phải nói là bài hát rất ý nghĩa, rất hay. Thế hôm tôi quảng cáo ít thôi, không có các Phật tử lại đi bắt hát đấy. Để một dịp nào đó thì đủ duyên thì hát cho các vị nghe. Và pháp thứ hai Đức Phật nói này, là tập khổ đế. Pháp thứ hai là tập đế. Tập là gì? Là nguyên nhân, là những tập khí, những thói quen thiện ác chúng ta gì? Chúng ta từ suy nghĩ, lời nói và việc làm, tức là hành động hàng ngày đó, nó tạo nghiệp đó, gọi là tập
tức là những thói quen hàng ngày chúng ta hôn đúc lại, huân tập lại, đó gọi là tập đế. Ví dụ như đứa trẻ khi mới sinh ra, nhà Nho họ gọi là gì? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Ở nhà lão giáo thì bảo là nhân chi sơ, tính bản ác. Còn Phật giáo chúng ta thì nói nhân chi sơ, tính vô ký. Đó, nhân chi sơ, tính vô ký. Đó, cho nên đấy là ba cái quan điểm. Nhà Nho thì gọi là nhân chi sơ, tính bản thiện. Và lão giáo thì phản bác lại gì? Nói là thiện cái gì? Nó có thiện đâu. Vừa sinh ra gì? Nó làm cho mẹ nó đau đớn, làm cho cả nhà lo lắng, thậm chí làm cho mẹ nó đau đớn, thừa sống thiếu chết. Có khi nó dìm chết cả mẹ nó để gì? Để nó chui ra. Cho nên đó gọi là, cho nên nhà lão giáo nó họ phản bác lại là con người ta khi mới sinh vậy, vốn nó đã ác rồi, vốn nó đã ác, cho nên gì? Nó làm cho mẹ nó đau đớn như vậy, làm cho cả nhà lo lắng sợ sệt như vậy. Cho nên gọi là con người ta mới sinh đó là bản tính của nó là ác. Lão giáo phản bác lại. Nho giáo thì cho rằng con người ta khi sinh ra vốn là thiện, đứa trẻ nó có biết làm ác đâu, nó không biết sát sinh, không biết trộm cắp, không biết tà dâm, không biết vọng ngữ, không biết uống rượu, vân vân. Không biết gì, không biết nghĩ tới việc ác, không biết nói tới việc, không biết nói những lời nói ác, và không thì không có hành động ác. Nó sinh ra thì một đứa trẻ nó sinh ra nó ngoan ngoãn, nó khóc oe như vậy. Mẹ nó sinh ra mẹ nó đau, đấy là việc của mẹ nó đau, chứ đâu có phải là đứa trẻ làm mẹ nó đau đâu, vân vân như thế. Cho nên gọi là họ cho rằng nhân chi sơ, tức là con người khi mới sinh bản tính của nó là thiện. Còn quan điểm của Duy Thức Học trong Nho, trong Phật giáo thì nói nhân chi sơ, tính vô ký. Con người ta khi sinh ra là gì? Vốn cũng chẳng phải thiện, cũng chẳng phải ác, mà gì? Do gì? Do vô ký, tức là do không nhớ, tạm thời không nhớ được cái nguyên nhân vì đâu chúng ta có mặt ở cuộc đời này, và vì sao, vì cái nghiệp gì chúng ta thì có mặt ở ở nhân gian này, vân vân, vân vân. Đó. Nhưng lớn lên nếu tu tập dần dần chúng ta có gì? Có thần thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, thì chúng ta sẽ biết được đời trước chúng ta nguyên nhân vì sao chúng ta gì đến đây, chúng ta đến đây vì mục đích gì hay vì nghiệp gì, vân vân. Đó thì chúng ta khi biết được thì chúng ta sẽ thấy quả thật là khi mới sinh ra chúng ta gì, tính của chúng ta là vô ký, tức là không nhớ được việc thiện việc ác ở đời trước chúng ta như thế nào. Và đời này khi lớn lên sinh ra dần dần chúng ta cứ phải huân tập dần dần ra học thì mới gì, mới biết cái học đó chính là gì, là tập đấy, thì mới biết tập những thói quen gì thì nó sẽ thành cái đó, tập những thói quen thiện thì nó sẽ gì, sẽ thành người thiện, tập những thói quen gì xấu ác thì sau này chúng ta sẽ thành những gì, những kẻ ác. Đó, cho nên cái quan điểm của Phật giáo thì đặc biệt là Duy Thức Học thì nói nhân chi sơ, tính vô ký, do tập mà gì? Như Đức Phật nói do tập khí, và do gì, do sự học tập, mình nói nôm na do sự học tập hay là do tập khí mà tạo thành tâm tính của con người của chúng ta khi trưởng thành vậy, khi lớn lên vậy. Đó gọi là tập. Diệt, diệt ở đây tức là gì? Chính là sự thanh tịnh ở trong tâm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không tự khởi phiền não. Đó gọi là diệt, tức là tâm đã gì, đã vẳng lặng, đã thanh tịnh, giống như cốc nước bẩn đã được đem gì, đem lọc nhiều lần và nó đã gì, đã sạch và có thể dùng để uống, dùng để tắm giặt và dùng để vào những công việc chúng ta cần dùng hàng ngày được. Thế đó gọi là gì? Diệt là chỉ cho cái sự thanh tịnh của tâm hồn của chúng ta, của chúng sinh chúng ta đã trải qua cái thời gian tu tập và đã chứng gì? Đã chứng được thánh quả. À, gọi là diệt. Đạo, đạo tức là con đường. Đạo ở đây tức là con đường, là pháp môn tu. Là pháp môn tu, là con đường để dẫn đến đến ngôi nhà gì? Ngôi nhà tâm thanh tịnh. Dẫn chúng ta đến ngôi nhà tâm thanh tịnh. Tự do tự tại giải thoát ở trong chính pháp của Đức Phật, đó gọi là đạo. Như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận và bát thánh đạo phận, đó chính là 37 phẩm trở đạo, đó gọi là đạo đế. Hay tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật dạy cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập theo giáo pháp đó, có thể ngay trong một đời này phá được phá mê, khai ngộ phản vọng quy chân, gọi là chứng đắc thánh quả ngay một đời này. Đó gọi là gì? Đó gọi là đạo,
tức là con đường để đưa đến gì, diệt tận sự khổ đau, chứng đắc thánh quả niết bàn, an tịnh thân tâm, giải thoát, vân vân. Đó, đó chính là bốn chân lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, và ngài nói thì tất cả các Đức Phật quá khứ ở thế giới này đều nói như vậy, và tất cả các Đức Phật vị lai thành Phật cũng sẽ nói như vậy. Đó gọi là gì, là bài pháp đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tuyên thuyết ở tại vườn Lộc Uyển, độ cho 50 anh em tôn giả ông Kiều Trần Như, và cả 50 anh em Kiều Trần Như nghe xong bài pháp này đều chứng đắc thánh quả La Hán. Cho nên đấy gọi là bài gì, bài pháp luân đầu tiên Đức Phật chuyển. Nhưng nay một nhóm tỷ kheo từ 4 người chung sống một chú xứ hay là ở các nơi vân tập về một chú xứ và nói lại rằng tôi nghe thấy, hoặc là tôi nghe thấy thầy tôi nói là ngày xưa Phật còn tại thế, Phật nói là gì, cuộc đời này gì không có khổ, cuộc đời này gì là không có tập, cuộc đời này là không có diệt, và cuộc đời này là không có đạo. Ở thế giới này là gì, thế gian này không có khổ, thế gian này không có sự nguyên nhân của khổ, tức là tập đó. Thế gian này không có gì, không có người chứng đắc thánh quả, và thế gian này không có con đường để chứng đắc thánh quả. Đấy, nói về nghĩa là nói về nghĩa của khổ tập diệt đạo như thế, có nghĩa là nói lộn lại giáo pháp của Đức Phật đó. Đó gọi là gì, gọi là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Chuyển tức là gì, quay ngược lại. Ví dụ như bánh xe, pháp luân của Đức Phật đang đi theo thuận thế chiều kim đồng hồ, ví dụ như thế. Như thế này Đức Phật nói về khổ tập diệt đạo, thì nay vị đó là gì, nói là không có khổ, không có tập, không có diệt, và không có đạo tồn tại ở trên thế gian này, vân vân. Thì đó gọi là, và một vị tỷ kheo nói ra, ba vị kia ấn chứng là đúng, ông nói đúng, lời nói của ông là như thật, lời nói của ông là như lý, lời nói của ông là như pháp, lời nói của ông là gì, tôi cũng đã từng nghe thầy tôi nói như thế, hoặc là tôi cũng đã từng nghe Phật nói ở trong kinh như thế, như thế, như thế. Nhưng thực tế kinh đó không phải là do Phật nói, mà do những vị tăng nhóm tỷ kheo đó bịa ra và muốn làm thay đổi cái chính pháp chân đế của gì, của chư Phật gì đã tuyên thuyết ở thế giới này, đặc biệt là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết ở thế giới này, và 10 phương 3 đời chư Phật, hằng hà sa số các Đức Phật thành đạo thế giới này sau này cũng sẽ gì, sẽ đều thuyết như thế. Đó gọi là phá pháp luân tăng, hay gọi là chuyển pháp luân tăng. Thì cái này thì các vị nhớ nhé, các vị có 4 vị tỷ kheo ni, hoặc là 400 vị, hay là 4.000, hay 4 vạn, hay là nhân đến vô lượng vị tỷ kheo ni nhóm họp nhau lại có tuyên thuyết ấy, thì cũng không tạo thành được, không phạm, không thể gọi là phạm vào cái tội thứ 5 này, là chuyển pháp luân tăng, hay pháp luân tăng này. Mà trong luật quy định rõ là gì, chỉ có những vị tăng, còn những vị ni có nhóm họp 4 vị hay 40 vị trở lên có nói ấy, thì cũng không phạm vào tội đó, mà chỉ phạm vào tội gì, tội đại vọng ngữ và tội ác khẩu mà thôi. Còn 4 vị tỷ kheo trở lên mà nhóm họp nhau lại hoặc chung sống với một tu xứ mà nói như vậy, tức là gì? Là phá pháp luân tăng. À, hay là như Đức Phật nói gì, nói về 250 giới tỷ kheo chẳng hạn, Phật nói gì, nói là tỷ kheo có các giới trọng như không được dâm dục, không được sát sinh, không được vọng ngữ, không được uống rượu. Nhưng những vị tỷ kheo đó nhóm họp nhau lại một chú xứ và nói rằng gì, tôi nghe thấy, ngày xưa nghe thấy thầy tôi nói lại là Phật nói ở trong kinh ấy hay luật đấy là người xuất gia dâm dục không gì, không phạm tội gì, không phạm và tội ác, không phạm tội trọng. Sát sinh, người xuất gia phạm tội sát sinh, không, người xuất gia sát sinh không phạm tội trọng. Người xuất gia có thể gì, ăn thịt, uống rượu, không phạm tội trọng. Và các vị tỷ kheo còn lại cùng nói là tôi cũng nghe thầy tôi nói như thế, và tôi cũng đọc thấy bộ kinh bộ luật như thế nói như thế. Nhưng thực tế Phật không bao giờ nói như thế, và cái bộ kinh bộ luật đó chính do các vị tỷ kheo, nhóm tỷ kheo đó bịa ra và cho kinh đó là kinh Phật nói, và coi như kinh đó là kinh Phật nói, và đi tuyên truyền cho nhân gian kinh đó là kinh Phật nói. Nói rằng Phật, tôi từng nghe Phật nói, hay là đã từng nghe Phật nói là gì, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu là không phạm tội, mà Phật cho phép làm những điều đó. Đó gọi là chuyển pháp luân tăng, hay là phá pháp luân tăng. À, giải thích thêm như vậy về luật để các vị hiểu, đó là phạm vào tội ngũ nghịch. Còn thập ác, thập ác là gì? Thập ác ở đây tức là 10 việc ác. Thân có 3 nghiệp đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. À, đối với Phật tử chúng ta thì ở tại gia chúng ta là gì? Sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Thân có gì? Sát đạo dâm. À, thì Phật tử thì là cấm tà dâm, còn xuất gia thì là cấm dâm dục. Đó.
thì chúng ta phải hiểu rõ là xuất gia Đức Phật cấm dâm dục, và tại gia thì Đức Phật gọi là cấm tà dâm. Thì ba cái tội đó thuộc về thân, gọi là thân tam. Tam tức là ba, thân có ba là không sát sinh này, không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm với Phật tử tại gia này. Khẩu tứ. Khẩu tứ này là bốn. Miệng là gì? Có bốn, đó là nghiệp gì? À, trong chữ Hán, tiếng Hán gọi là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là gì? Dịch trong tiếng Việt chúng ta nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói gì? Nói lưỡi đôi chiều. Nói lưỡi đôi chiều ở đây chúng ta còn có thể, ngày xưa các cụ còn dịch là dịch nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Các vị nói thì hiểu thế nào là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo chứ. Cái từ này nói các hòa thượng và các thầy trong miền Nam á, là không hiểu đâu. Miền này, là, cái từ này là dịch các từ các cụ ở miền Bắc chúng ta dịch là hiểu. À, dịch theo cái gì? Tiếng bản địa ở khu phía Bắc, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. À, ngày xưa chúng tôi đi học, các Đức Pháp Chủ có giải thích cái câu nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo như thế này. Nói thế nào là đâm bị thóc, nói chọc bị gạo? Đâm bị thóc, chọc bị gạo. Ngày xưa cái người đi buôn, các cụ giải thích cái người đi buôn đó, thì thường là họ đi kiểm tra, thì họ ví dụ cái người đi buôn, người thương lái đi buôn đó, nó có rất nhiều thóc, nó có rất nhiều, nó xếp trong bao tải rất nhiều, xếp đống như thế này. Người ta muốn kiểm tra xem thóc có tốt hay không, thì chúng ta biết mà buộc buộc cái tải nhiều như thế rồi á, thì có còn có ấy được không, hay có gỡ ra được không, gỡ từng tải được một được không, gỡ từng tải một thì rất lâu, mà thậm chí gỡ ra một cái có thể đổ hết xuống. À, gạo cũng vậy, cho nên họ xếp đầy như vậy. Thì các cụ nói này, họ muốn biết cái đó thì làm sao, họ một cái có một cái ống, có một cái ống gì, cái ống nứa hoặc cái ống sắt gì đó, ngày xưa họ làm ống tre, ống nứa nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay cái hoặc ngón tay út này, ngón tay út thôi, bé bé thôi, nó to quá nó chọc và nó lại rách cái tải đấy, thật bé hơn ngón tay út, bằng cái to hơn cái đũa rồi một chút, bằng cái đầu đũa mình, đầu đũa canh mình ấy. Đó, họ vắt nhọn nhọn và họ chọc sâu vào trong cái tải thóc á, thì họ lấy ra xong họ đổ ra, họ sẽ biết được cái thóc đó tốt hay không. Gạo cũng vậy, họ chọc sâu vào trong họ, họ biết là có tốt hay không. Đó, có nghĩa ngày trước họ thử, họ biết như vậy thôi. À, họ thử như vậy. Hay các cụ chúng ta hay nói gì, à, cái đồ nói gì, đồ sống gì, đồ sống đồ nói gì, cái đồ đoàn sóc hai đầu. À, các cụ ngày xưa hay dịch theo cái lối các cụ ngày xưa đó, gọi là dịch, nói là nói, nói cái đấy các cụ nói gì? Nói là nói đồ đoàn sóc hai đầu. À, thì làm sao, tức là nói cho rồi lưỡng thiệt đó, tức là nói lưỡi đôi chiều đó. Cái thứ ba thì bắt đầu gọi là cái thứ ba đó, thứ nhất là gì, vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo. À, lưỡng thiệt tức là nói lưỡi, mà nói lưỡi đôi chiều tức là ở đây thì nói gì, nói xấu bên kia, nói là gì, nói bên kia, tôi nghe thấy bên kia nó vừa hôm nay, vừa sáng nay, vừa hôm qua nó nói gì, nó nói xấu anh đấy, nó nói xấu chị, nói xấu bà đấy, vân vân. Và khi đi sang bên này thì là nói gì, tôi mới ngồi bên kia trái hiếu, tại sao mà bà, cái cô ấy, cái anh ấy, chị ấy, bác ấy, nó nói gì, nó nói xấu ông lắm, hay nói xấu gì, xấu chú lắm, xấu cô lắm, vân vân, khiến cho hai người gì, họ nghi ngờ, họ ghét nhau, thậm chí chửi nhau, thậm chí cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Đó gọi là nói lưỡi gì, nói lưỡi đôi chiều. À, nói lưỡi đôi chiều, hay mình gọi là nói những kẻ đấy, gọi là những kẻ nói thì đoàn sóc hai đầu. À, đoàn sóc hai đầu, chúng ta biết cái đoàn sóc hai đầu là cái gì không, các Phật tử chúng ta biết đoàn sóc hai đầu thì các Phật tử nông thôn ngày xưa thì biết, nhưng bây giờ các cháu nhỏ nhỏ bây giờ nói là đoàn sóc hai đầu chả biết cái gì đâu, hay là Phật tử thành phố nó chả biết đoàn sóc hai đầu là gì. Thế này, ngày xưa người nông dân người ta đi gánh lúa, thì gánh lúa ngày xưa nó có mấy cái gánh, một là gánh bằng quang. Gánh bằng quang á, thì chỉ đi được trên những cái cánh đồng khô thôi. Cái quang mà chúng ta đi, hay quang để gánh lúa đấy, hay đi gánh ngày xưa, hay đi gánh vào cái cối đôi thúng mà gánh đấy, thì người ta bỏ cái thúng đi, người ta cho quang xếp cái lúa gặt xong, hái xong á, gặt xong lượm ra, gái xong á, thì người ta cho lên vào quang đó, người ta gánh. Nhưng đấy chỉ gánh được ở trên cánh đồng khô thôi. Đó là quang. Quang có thể làm một dây bằng gì, bằng quang sắt. Ở quê của tôi có thể làm bằng quang tre, làm bằng quang của cái dây rừng. Dây rừng thì nó rất là bền. À, gọi là cái dây sọ đó thì nó rất là bền. À, và có thể làm bằng gì, làm bằng cái kẹp. À, có nơi làm bằng cái kẹp. Cái kẹp đó cũng gọi là cái quang, nhưng mà họ không gọi là cái quang mà gọi là cái kẹp. Tức là họ chẻ hai cái thanh tre nó khoảng bằng 4 ngón tay, 4-5 ngón tay bằng cái bàn tay này, nó dài khoảng độ tầm mét, gần mét. Tùy theo người nào cao thì họ làm cao,
khoảng mét hoặc mét hai gì đó, họ ở dưới, họ buộc cho cái dây ở dưới, hai cái kẹp nó đứng lên như thế này, rộng tùy theo người gính khỏe là rộng thế này, mà người gính ít thì họ cho hẹp vào thế này. Ở dưới họ cũng cho gì, cho cái thanh tre, hoặc dưới buộc cái dây, trên buộc cái dây, có thể trên dây dưới dây, hoặc là dưới thì dưới là cái tre họ làm cứng ra, cái càng trên là cái dây để nó, thì nó có thể co ra co vào. Khi mà cái dây ở trên thì dưới có thể làm cứng, trên là cái dây. Khi mà gính bằng cái định luật cái trọng lượng nó đè xuống, thì nó đè xuống thì cái dây này nó co lên thì nó thút chặt vào, và gì lúa nó không rơi. Có thể hiểu định luật đó chưa? Bình thường nếu làm hai cái cứng như thế này, hai cái que cứng cả dưới cả trên như thế này, thì gính nó gì, nó sẽ rất khó gính mà nó thậm chí sẽ rơi. Mà trên là cái dây, buộc cái dây thì gính nó nặng thì nó đè xuống, thì đương nhiên là gì, cái đoạn gính nó gính lên thì nó sẽ co vào bóp này này, thì đương nhiên là gì, nó làm chặt gì, chặt cái khóm lúa của người nông dân. Đấy gọi là kẹp, gọi là kẹp, quang kẹp. Và một cái nữa này chính là gính, cái kẹp đó hoặc cái quang đó thì đều gính bằng cái đoạn gính, hai cái đoạn gính họ vắt bằng cái tre, thường là làm bằng cái tre, thì cái tre nó vừa dẻo vừa cứng, đặc biệt cái tre đực nó dễ già, tre đực họ chẻ đôi ra là vắt đi, vừa dẻo cứng, và họ làm hai cái đầu, họ làm hai cái mếu lên để cho nó khỏi tụt cái dây ra, đó gọi là cái đoạn gính. Còn cái đoạn sóc, đoạn sóc nó khác với cái đoạn gính là sao? Nó cũng như vậy, có thể người ta làm tròn hoặc người ta cũng làm bẹt như vậy, người ta vắt nhọn hai đầu và người ta chỉ gính lúa ở những cái cánh đồng gì ạ, cánh đồng chiêm trũng mà thôi. Tức là cánh đồng gì, có những cái nơi mà đồng người ta lội xuống thì nó đi quá bùn quá đầu gối, thậm chí là bùn lội xuống là nó tới gì, tới lưng người thì tới lưng người ta, thì cái đấy thì không thể gính bằng quang được, không thể cũng gính bằng kẹp được, mà người ta dùng bằng cái dây tre. Thường dùng một cái dây tre, quê tôi người thường dùng một cái dây tre, hoặc người xuôi chúng ta có thể dùng một cái dây rừng, dây rừng cũng được, hoặc là dùng bằng cái dây gì mà buộc, nó miễn buộc chắc là được. Chúng ta cho lúa là bó thút lúa lại thành, nó thành kiểu một ôm như thế này. Và như vậy á thì bắt đầu là gì, người ta mới dùng cái đoàn sóc đó, cái đấy gọi là đoàn sóc, không là đoàn gính, mà cái đấy gọi là đoàn sóc. Nó nhọn nhọn như vậy mới châm vào và chọc vào cái bó lúa bên này và chọc vào bó lúa bên kia. Và khi gính lên như vậy thì nó chỉ đi xuống cái ngọn lúa, nó xuống khỏi gì, khoảng độ tầm 25-30 phân thôi, và từ vai chúng ta xuống đến gì, đến tầm ngực, tầm bụng mình thôi. Như vậy là gì? Dành cho gính những nơi mà đồng chiêm trũng, cánh đồng chiêm trũng mà nó lầy lội đó, đó đấy gọi là đoàn sóc. Hai đầu có thể xuyên bên này đổi bên này, xuyên đổi bên kia, đều có thể được cả. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa mới lấy một cái ví dụ, những cái kẻ nói lưỡi đôi chiều đó, hay đi phá bĩnh người khác đó, ở bên này thì nói xấu bên kia thì nói xấu bên này, khiến cho họ hai bên thì họ nghi ngờ và đố kỵ, thậm chí là hiềm khích và chửi bới, căm thù, thậm chí là chém giết nhau đó, với cái mục đích làm cho họ như vậy. Cho nên nói cái kẻ đó là kẻ nói lưỡi đôi chiều, hay còn gọi là kẻ nói lời giống như kẻ đoàn sóc hai đầu nhá. Đầu tiên là gì, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Vọng ngôn là nói sai sự thật rồi, ỷ ngữ là nói lời gì, những lời vọng ngôn ỷ ngữ, vọng ngôn là nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, cũng là cái ý mà nói cho hai bên người ta ghét nhau. Nói đến lưỡi đôi chiều cũng như vậy, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, ác khẩu tức là nói những lời gì, những lời ác, thề nguyền, chửi bới, khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ không chịu được cái lời chửi bới của chúng ta, đó gọi là gì? Gọi là lời ác khẩu. Đó là gọi là khẩu thì tứ, tức là khẩu có bốn nghiệp, đó là nói lưỡi đôi chiều, vọng ngôn, nói ỷ ngữ, nói lưỡng thiệt và nói ác khẩu đó, cái năm chữ Hán đó. Còn ý gì? Ý có tam. Tam đó là gì? Là tham, sân và si. Tham lam, sân giận và si mê, hay gọi là ngu si đó. Đó, ý thì thường khởi tham sân si mà. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta nói, thế ngày Trung Phong Quốc Sư nói chúng sinh chúng ta thì mê lầm ý thì thường khởi tham sân si. Đó, đấy gọi là 10 nghiệp gì? 10 nghiệp ác. Trong chữ Hán gọi là thập ác. Thân tam, khẩu tứ, ý tam cộng lại gì? Thành 10. Đó, Phật tử này hỏi là
Người mà phạm vào ngũ nghịch thập ác như vậy, khi lâm chung nhất tâm niệm 10 niệm danh hiệu Đức Phật có được vãng sinh không? Khó lắm. Vì sao tôi nói là khó? Vì cái người mà đã tạo ngũ nghịch thập ác á, thì trước khi lâm chung rất khó để có thể nhớ Phật và niệm Phật được 10 niệm các quý vị. Trừ những trường hợp đặc biệt. Chúng ta thấy những trường hợp đặc biệt đó là sao? Là những người đã từng gieo duyên lành với Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà do đời này kiếp này á, cái nhân của họ lúc còn sống còn trẻ còn khỏe, họ lại không hiểu Phật được, họ lại không hiểu Phật được, họ lại chưa đủ duyên để hiểu Phật. Nhưng tới khi gần chết họ gặp được một cái cơ duyên đặc biệt, được một cái vị hòa thượng và vị cao tăng nào đó, thạc đức nào đó gì khuyên cho họ biết niệm Phật, hoặc được một tín đồ Phật tử, bạn đồng tu nào đó khuyên họ biết niệm Phật, và lúc đó họ khởi được cái đại tín tâm và gì và niệm được 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đến cho đến từ 1 câu, 2 câu, 3 câu cho đến 10 câu như thế mà nhất tâm bất loạn, niệm niệm nối liền, không để cho một gì, một sát na vọng tưởng xen ngang vào, thì A Di Đà Phật mới hiện ra. Nhưng xin thưa các quý vị, khó lắm. Con người ta khi sắp lâm chung, nghiệp chướng từ vô thủy kiếp, bao nhiêu những oan gia trái chủ, nó đến nó đòi nợ, nó lôi đi, nó làm cho gì, thân thể chúng ta chỉ đau đớn. Có người thì gì, trí tuệ thì lu mờ, cái là mờ mịt đó, trí tuệ thì mờ mịt đó. Có người thì lại khởi ra gì, lòng tham luyến ái, tức là tham gì, tham có thể là tham đây là nhà của ta, vợ con của ta, chồng con của ta, hoặc là gì, hoặc bố mẹ của ta, người thân của ta, tài sản của ta, công danh của ta, sự nghiệp của ta, vân vân đó. Cho nên lúc đó thì đăng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được 7-8 câu rồi mà khởi lên một cái niệm như thế, xong rồi lại tiếp tục niệm 2 câu nữa, thì chắc chắn kẻ đó cũng không thể vãng sinh được. Đây nói 10 niệm, tức là 10 niệm tương tục, 10 niệm không gián đoạn, 10 niệm không có một sát na tạp niệm xen hở vào đó, xen kẽ vào đó. Các quý vị cứ thử đi. Đang trẻ, đang khỏe như thế này, các vị cứ thử niệm 10 niệm mà không để cho một sát na nào xen tạp vào xem, còn rất khó. Một sát na nhé, tức là một cái gì? Một cái khoảng thời gian rất rất ngắn. Rất rất ngắn. Cho nên đó, ở đây Phật tử này hỏi là người phạm tội ngũ nghịch thập ác, tới khi lâm chung có niệm được 10 câu Phật, nhất tâm niệm được 10 câu Phật hiệu có được vãng sinh không? Nếu mà tôi nói là nếu mà niệm được nhất tâm 10 câu Phật hiệu sẽ được vãng sinh, trừ tội gì? Ngũ nghịch, tội thập ác thì được. Trong kinh bản nguyện, trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật Bồ Tát cũng nói gì? Kẻ phạm tội gì? Thập ác mà tụng kinh Địa Tạng á, tới khi chết cũng khỏi gì? Khỏi đọa 3 đường ác đạo, địa ngục, quỷ sắc sinh. Ít nhất cũng được sinh lên gì? Làm trời, làm người. Tức là phạm tội thập ác thôi. Chứ còn phạm tội ngũ nghịch á, thì tụng kinh Địa Tạng từ một biến á, đến vài biến á, thì cũng chưa đủ để diệt cái tội ngũ nghịch, vì tội ngũ nghịch là quá lớn. Mà phải thì người đó thì phải, sau khi nếu mà phạm vào một trong 5 tội ngũ nghịch rồi thì phải cực lực ăn năn sám hối. Từ khi sám hối cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, xả bỏ báo thân này, không bao giờ tái phạm nữa, thì mới đó mới để có thể diệt được cái tội ngũ nghịch ngay trong một đời này. Bằng không có thể vẫn phải đọa vào A Tỳ Địa Ngục xong mới ra, như là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa chúng ta biết là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thọ ký cho Ngài thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai mà. Cho nên hết cái tội khổ trong A Tỳ Địa Ngục do làm thân Phật chảy máu, cho nên sau này hết tội khổ trong A Tỳ Địa Ngục ấy, Ngài cũng chúng gì được thoát ra khỏi và hành Bồ Tát Đạo, được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai ở trên gì? Trên cõi trời đó. Đó. Thọ mạng cũng rất là gì cao. Chính pháp và tượng pháp gì? Trụ thế cũng rất là lâu. À, cho nên ở đây chúng ta thấy là không có một cái tội gì là nó vĩnh viễn mãi mãi cả. Chúng ta đều có thể sám hối và đều có thể hướng thiện được. Các cụ ngày xưa nói gì? Như Đức Phật giáo hóa cho ông tướng cướp vô não mà, gọi là bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật đấy mà. Đó. Cho nên thì nhưng với điều kiện từ khi chúng ta sám hối là phải gì? Phải tuyệt đối không để tái phạm nữa. Nếu sám hối rồi mà lại tiếp tục để tái phạm thì đó không phải là gì? Không phải là sám hối. Đó, các vị nhớ cái điều đó, chứ không phải là nghe nói là gì
Nghe hôm nay nghe tôi nói như vậy nhỉ? Hôm qua phạm tội, hôm nay sám hối rồi. Nghe thầy giảng là đều vẫn có thể sám hối được, và ngày mai thì lại phạm, và người kia sám hối, như vậy là không được. À, không được. Đã sám rồi thì không được để tái phạm nữa. Từ sám là gì? Sám ở trong từ trong giáo lý của Đức phán sám có nghĩa là bày ra những lỗi trước. Tức là bày ra đối trước chư Phật và chư tăng gì? Nói hết ra những cái lỗi trước mà gì mà con đã phạm trước đây, con đã phạm cái lỗi như thế như thế như thế. Đó gọi là sám. Là bày ra những lỗi trước. Hối là gì? Là ăn năn, là chừa bỏ, là không nguyện không tái phạm gì những lỗi sau. Hoặc là những lỗi như thế không bao giờ con tái phạm nữa, gọi là, cho nên ngay từ sám hối dịch đi với nhau gọi là bày ra những lỗi trước và ăn năn chừa bỏ, không để cho tái phạm những lỗi sau, không tạo tác những gì những lỗi sau tương tự như thế, vân vân. Đó gọi là sám hối ở trong gì, trong nhà Phật vậy. Chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của sám hối nhà Phật là như vậy. Cho nên ở đây á, Phật tự hỏi rằng á, phạm những tội đó mà lúc niệm Phật, lúc chuẩn bị lâm chung được nhất niệm Phật, được nhất tâm được 10 niệm có được vãng sinh không? Thì tôi trả lời là nếu mà nhất tâm được 10 niệm thì vẫn được vãng sinh, trừ tội ngũ nghịch, còn thập ác thì được. Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng đã nói rồi, người thực hành pháp thập niệm trước khi lâm chung mà niệm được 10 niệm nhất tâm bất loạn đó, thì người đó cũng được được đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp trước mà vãng sinh, nhưng trừ tội gì? Tội ngũ nghịch. Mà tội ngũ nghịch có nghĩa là phải gì? Phải tu rất nhiều việc thiện nữa để mới có thể chuộc những cái gì, cái lỗi lầm trước đây, và tạo gì? Vô lượng vô biên cái phúc đức ở kế tiếp vào đó, mới có thể gì? Mới có thể một đời vãng sinh được. Còn thập ác thì vẫn có thể. Nhưng mà xin thưa các quý vị, khó lắm. Mà những vị phạm tội tội thập ác này mà được vãng sinh, 10 niệm vãng sinh á, thì nếu có vãng sinh cũng chỉ ở nơi gì, nơi hạ phẩm họa sinh, và là hoặc là biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Biên địa tức là gì? Ngoài ria ria của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng mình thì gọi là gì? Mình thì gọi là những nơi biên địa. Nơi biên địa là những nơi gì? Nơi dân tộc vùng sâu vùng xa. Các vị hiểu thế nào là cuộc sống của người dân tộc vùng sâu vùng xa chưa? À. Các vị cứ đi lên những nơi vùng sâu vùng xa mà xem họ khổ lắm. Cuộc sống họ khổ vô cùng, khổ lắm cơ ấy. Thậm chí là đến tháng 11, 12 này bắt đầu vào mùa rét, các vị lên xem những đứa trẻ con. Ngày xưa chúng tôi còn trẻ cũng khổ gần gần như thế. Nhưng bây giờ thì quê tôi đỡ hơn nhiều rồi. Ngày xưa khoảng độ 30 năm trước, 35 năm trước khi chúng tôi còn bé. À. Thì chúng tôi là đứa trẻ nó cũng khổ gần gần như đứa trẻ vùng sâu vùng xa bây giờ. Rét đến căm căm, quần áo chẳng có mà mặc. Cơm ăn chẳng đủ no, quần áo không đủ mặc. Mỗi một năm chỉ được hai bộ quần áo mới thôi. Đó là bắt đầu vào năm học mới thì bố mẹ mua cho một bộ này. Và đến Tết bố mẹ mua cho một bộ nữa là hai bộ. Đấy là gì? Đấy là hạnh phúc lắm rồi. Còn lại là cứ gì? Cứ vá chằng vá đục vào. Gọi là tích kê đó. Các bạn biết tích kê là gì không? Tức là miếng vải này đó, nó rách đi thì lại vá tiếp miếng vải khác lên, đó gọi là gì? Gọi là tích kê, gọi là tích kê, cứ vá chằng vá đụp nó vào, gọi là vá chằng vá đụp nó vào. Có khi là gì? Cái quần thì màu gì? Màu đen. Xong rồi á, vá vải màu đen rồi, khi mà cuối cùng thì hết vải màu đen rồi, các cụ cho cái màu vải gì? Cho màu hoa vào đó. Cho cái miếng vải hoa để vá vào đó, rồi trẻ con mà. Nó mặc thế nào miễn là gì? Lành thân ấm là được. Là lành thân là được. Đỡ cái bệnh xấu hổ là được. Nhưng mà trẻ con người dân tộc ngày xưa nó ngố, nó biết gì đâu. Chúng tôi ngày xưa ngố 5, 7 tuổi, thậm chí 10, 12 tuổi rồi vẫn gì, vẫn chưa biết xấu hổ là gì cả. Nó ngố. Giống như vậy các vị lên vùng sâu, vùng xa bây giờ. Trẻ con ở thành phố, ở trung tâm thị xã, thị trấn, trung tâm huyện chúng ta, thì trẻ con bây giờ khoảng độ tầm 5 tuổi nó khôn lắm rồi. Nó khôn lắm. Bắt đầu học mẫu giáo nó đã khôn rồi. Có thể nó đi thi được rồi. Có những đứa trẻ mà có 3 tuổi nó đi thi hát rồi, đi thi đàn được rồi. Nhưng xin thưa các vị, những đứa trẻ ở nơi vùng sâu vùng xa như ngày xưa chúng tôi còn bé bé, và đặc biệt bây giờ đi sâu hơn, những đứa trẻ 10 tuổi nó vẫn còn ngố lắm, thậm chí đi ra đường vẫn cởi trần trùng trục với nhau mà đi chơi thế. Cho nên cuộc sống của họ ở trong kinh Đức Phật nói là đó gọi là gì? Mắc vào một trong tám nạn. Thì trong một trong tám nạn đó là có một cái nạn gì? Một nạn là sinh nơi biên địa. Cái sinh nơi biên địa thì nó cuộc sống nó khổ như vậy đó các quý vị.
Nó khổ như vậy. Khổ về thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về gì? Về văn hóa, thiếu thốn đủ thứ luôn các quý vị. Bây giờ theo được cái may mắn là được Đảng Nhà nước quan tâm nhiều, cho nên đó, cái nạn xóa mù chữ ở các nơi vùng sâu vùng xa nó mới gì? Nó mới đỡ. Tôi nói đỡ thôi chưa hết đâu. Đấy. Ngày xưa tôi có một cái người bạn là cô giáo, là giáo viên đi dạy ở trên Lai Châu, dạy trên tỉnh Lai Châu, dạy ở trên một cái huyện gì mà nó xa lắm, gọi là huyện, nhưng mà từ trung tâm huyện nó đi vào phải mất gì, phải mất khoảng độ 8 tiếng đồng hồ đi bộ nữa, vì không đi được ô tô, chẳng đi được xe máy, mà thậm chí chẳng đi được xe đạp luôn. Đi bộ mất 8 tiếng đồng hồ mới từ ở trung tâm, có nghĩa là đến cái nơi mà ô tô dừng lại, điểm ô tô dừng lại, và phải đi bộ vào, mất khoảng 8 tiếng đồng hồ đi bộ nữa. Vì cái đường nó chỉ cái đường mòn, đi chỉ có 40-50 phân cái đường mòn đi vậy thôi. À. Và vào nơi đó thì sóng điện thoại không có. Và tất cả đều không. Cái bạn tôi là giáo viên đó, nó dạy ở trong đó và nó dạy gần 4 năm, 3 năm rưỡi, gần hơn 3 năm rưỡi, gần 4 năm ở trong đó. Điện thoại, muốn gọi điện thoại phải đi 2 tiếng đồng hồ lên trên đỉnh đồi á. Bởi vì cái họ ở trong một cái lòng chảo sâu xuống, cái bằng bằng trong lòng chảo. Cả một cái bản đó thì có mười mấy nhà dân thôi. Học sinh cả mấy bản chung lại mới được có 20 mấy học sinh. Mấy bản mới được 20 mấy học sinh. Mấy bản đi học ở khu vực đó, đến học cái trường đó. Thì được 20 mấy học sinh. Và cuộc sống nó khổ lắm. Và các vị biết, các cô ấy nói là phải đi đến từng nhà để động viên bố mẹ để cho con em đến trường học. Học nhà nước là Đảng Nhà nước đã miễn phí rồi, không phải đóng bất cứ một cái gì. Sách vở nhà nước, Đảng Nhà nước cũng cho rồi. Phòng giáo dục của huyện, sở giáo dục của tỉnh, bộ giáo dục của nhà nước thì cấp vốn, cấp kinh phí để cho rồi. Chỉ có đến trên nhà mà học thôi. Nhưng mà nó không muốn đi học. Nó bảo đi học ấy, cô ấy nói là cánh mình, bố mẹ nói là cánh mình cho con đi học á, thì đi học thì học cái được cái chữ nó có gì, nó có thành cơm thành gạo đâu. Cánh mình để nó ở nhà nó còn làm cho mình ra cơm ra gạo chứ. Đó. Thế là cuối cùng thì nghe bố mẹ nó nói như thế, đến động viên miệng không được thì đành phải do gì, phải thương thuyết thì bố mẹ mà đi cho con đi học cả mỗi tháng để cho 5 cân gạo. Đấy. Mỗi tháng cho thì cho bố mẹ ở nhà 5 cân gạo nuôi cái đứa bé đấy ăn nữa, học nữa. Thế mà cả mấy bản này cũng chỉ được có 20 mấy học sinh thôi. Đấy. Chúng ta thấy là cho nên á, mà nhiều những nơi, đấy là những nơi mà phổ cập rồi mà trẻ nó còn không muốn học, mà còn không học được. Không học được. À. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng sinh và những nơi biên địa vùng sâu vùng xa nó khổ như thế đấy. Cái gì cũng thiếu thốn. Chứ mà thiếu thốn như vậy đó, thì thường là tâm là gì? Tâm nó không thoát ra được. Chúng ta có đem Phật Pháp đến đó để truyền bá, để khuyên họ tu, họ cũng bảo cánh mình gì? Cánh mình không theo đâu. À. Cánh mình thì có đạo của cánh mình rồi. Đạo của cánh mình á, cho mình gì? Mình ăn thịt uống rượu ngon cơ. Đạo Phật của cánh nó thì nó bảo mình tụng kinh ăn chay, nó có ra cơm ra gạo, ra rượu ra thịt đâu. Mà cánh mình gì? Cánh mình theo, không có theo. Đó, cho nên khó. Đã gì? Đời này không biết học Phật Pháp, Đức Phật nói đời sau lại tiếp tục khổ. Khổ khổ nối nhau, không biết bao giờ dứt vậy các quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh đó là chứng chính là gì? Mắc vào một trong 8 nạn, đó là nạn sinh nơi biên địa. Đó. Đây là tôi dẫn, xin lỗi các quý vị, tôi dẫn lời Phật để nói ở trong kinh, để nói chứ không phải tôi chỉ trích những người sinh nơi vùng sâu vùng xa, vì chính tôi cũng là sinh nơi vùng sâu vùng xa. Tôi là cái người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam của phía Bắc này. Cho nên tôi thấy lời Đức Phật nói là sự thật. Mình ngày xưa cũng gì? Cũng khổ cực như vậy. Và bây giờ học được một chút giáo lý của Đức Phật, mong cho mọi người bớt khổ, và đặc biệt mong cho gì? Các bà con dân tộc vùng sâu vùng xa mình gì? Biết tới Phật Pháp và bớt khổ. Đấy cũng là tâm nguyện của chúng tôi. Và nếu mà tới đây mà có đủ duyên mà về Hòa Bình xây chùa Hoằng Pháp được ạ, thì cũng mong được bà con mình sẽ học Phật Pháp nhiều hơn, thì hiểu Phật Pháp nhiều hơn. Ở đây cho nên chúng tôi đang nói gì? Đang nói về sinh nơi biên địa Tây Phương Cực Lạc, và tôi lấy cái đó để giải thích
biên điển Tây Phương Cực Lạc á, tức là nó chưa vào trong cửu phẩm liên hoa đâu. Chúng ta biết ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nó chia thành 9 phẩm, tiếng Hán gọi là cửu phẩm liên hoa, tiếng Việt của chúng ta gọi là 9 phẩm hoa sen. 9 phẩm đó là gì? 3 phẩm bậc thượng, 9 phẩm chia thành 3 bậc, 3 phẩm bậc thượng, 3 phẩm bậc trung và 3 phẩm bậc hạ. 3 phẩm bậc thượng đó là gì? Đó là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. 3 phẩm bậc trung đó là trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. 3 phẩm hạ sinh đó là hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Cộng lại là gì? Thành 9 phẩm hoa sen là cha mẹ. Chúng ta hay nghe cái từ cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là 9 phẩm hoa sen là cha mẹ. Thì trong kinh nói rằng á, ở Tây Phương Cực Lạc không sinh ra bằng gì, bằng bào thai như chúng ta này, như thế giới chúng ta này, mà sinh ra do gì? Do từ, do hóa sinh, tức là từ ở trong gì, thần thức của chúng ta được A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và các vị thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếp rước về thế giới đó, thì cho gá vào gì? Gá vào hoa sen, mà hoa sen đó chính là gì? Là cha mẹ, gọi là thai sen. Gá vào từ cái bông sen. Bông sen không phải là bông sen giống như ở dưới dưới ao ở thế giới chúng ta đâu, mà sen ở Tây Phương Cực Lạc á, trong kinh nói là to như bánh xe. Ngày xưa chúng tôi đi giảng ở, ở Trường Hạ, có một sư thầy đứng lên hỏi là A Di Đà Phật, bạch đại đức, đại đức nói là hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc to như bánh xe, vậy thì sẽ hỏi đại đức, bánh xe đấy thì to như vậy thì chúng ta ở thì có bị khó chịu không? Bảo là thế giới của chúng ta ở như thế này, về trong đó ở như tôi và cái hoa sen cái, bằng cái bánh xe thế thì làm sao mà tự do tự tại được? Mà thì xong rồi vị sư đó là hỏi chúng tôi là bạch đại đức rồi đấy, theo đại đức thì hoa sen bánh xe đó là bánh xe gì? Bánh xe đạp hay bánh xe máy hay bánh xe ô tô hay bánh xe gì, công nông hay là bánh xe, hay là bánh xe máy kéo, vân vân. Xin thưa các quý vị, cái bánh xe này nếu mà đọc ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải thì chúng ta thấy cái bánh xe này chính là bánh xe pháp, bánh xe gì, bánh xe của vua gì, vua Chuyển Luân Thánh Vương. Lấy cái bánh xe của gì, của vua Chuyển Luân Thánh Vương ở thế gian này, mà bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương thì rất là gì, rất là lớn. Có thể nó lớn gì, tính chu vi của nó là lớn bằng mấy tỉnh miền Bắc chúng ta này. Trong kinh nói là cái bánh xe Pháp Luân, thì đổ lại cái giải nói bánh xe Pháp Luân của Chuyển Luân Thánh Vương ở thế gian chúng ta nó rất là rộng lớn. Rộng lớn là gì? Đến hàng gì? Đến hàng vài cái đường kính của nó gì? Hàng vài trăm km. Tính ra bằng cái km của thế gian chúng ta nó bằng vài trăm km. Vị trí là gì? Nó bằng cả mấy tỉnh miền Bắc chúng ta này, này không ạ. Đó gọi là gì? Gọi là bông sen, bông hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hạ phẩm hạ sinh, cũng hàng gì, cũng bằng hàng mấy trăm km vuông rồi, bo tròn nó lại. Thì chúng ta biết như vậy, cái bông sen nó to như cái bánh xe của Chuyển Luân Thánh Vương như thế, và trong đó có cả gì, lầu đài, điện các, có cả gì, ao, trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, có cả ao nước gì, có cả ao nước, có cả hồ nước nóng, có cả hồ nước lạnh, và có cả gì, lâu đài điện các, lâu đài trên không, lâu đài ở mặt đất, lâu đài ở dưới nước, vân vân. Và chúng ta khởi cái tâm muốn ở chỗ nào thì chỗ đó liền có. Vì sao mà có cái đó? Vì chúng ta có phúc báo, có công đức mới được sinh về đó vậy. Và được sinh về đó thì được hưởng cái sự tự do tự tại như vậy vậy. Thế bây giờ nói như vậy có khi có người, người ta lại bắt bẻ chúng tôi, nó bảo á, làm gì có cái thế giới ấy. Thậm chí có những người xuất gia đó, mà theo cái gì, theo cái tư tưởng của Phật giáo Nam Tông, họ bảo làm gì có một cái thế giới nó tốt đẹp như vậy. Làm gì có. Xin thưa các quý vị, nếu mà ai mà nghĩ như vậy, ai mà nói như vậy, ai mà lý luận như thế, thì tôi nói với các quý vị, một kẻ sinh ra gì là con của một gã ăn mày, và khi lớn lên nó vẫn gì, vẫn theo bố nó, theo mẹ nó là gì, là một gã ăn mày. Và khi bố mẹ nó chết đi, nó vẫn là một gì, một gã ăn mày. Và có một gã ăn mày nói với nó rằng á, này mày ơi, mấy hôm trước tao vừa đi qua một cái gì, một cái khu phố rất là gì, là nhiều nhà cao to và đẹp,
Tao thấy một cái người gì? Một cái người ăn mặc rất là sang trọng. Và khi đi còn gì? Cưỡi những cái con xe ô tô rất là gì? Rất là sang trọng, rất là to đẹp. Hoặc là gì? Hoặc rằng nói ngày xưa này, khi đi còn có gì? Còn có người ngồi lên kiệu và có gì? Có 8 người, có 4 người và có 8 người khiêng đi. Gã ăn mày kia bao giờ? Vì nó gì? Nó sinh ra ở là con của một gã ăn mày ở nông thôn nghèo. Lớn lên cũng gì? Cũng là một gã ăn mày ở nông thôn nghèo, nó chưa ra thành phố bao giờ, chưa ra thành thị bao giờ. Và nghe một gã ăn mày từ thành thị về kể chuyện đó với nó, hoặc nó không tin. Nó cho rằng thế giới này, từ khi tôi sinh ra cho đến thì cho đến khi bố tôi chết đi, dạy cho tôi cái nghề ăn mày, tôi đã bao giờ thấy gì những cái ngôi nhà san sát rộng lớn như vậy đâu. Bao giờ thấy một cái vị ăn mặc đẹp đẽ như vậy và ngồi trên kiệu có gì? Có 8 người khiêng như gì như mày nói đâu. Không có. Làm gì thế gian này có những kẻ như thế? Có những kẻ sung sướng như vậy? Tôi thấy là gì? Ở trong cuộc sống gì? Tất cả những người dân ở trong gì? Trong khu vực mà những gì? Nơi địa bàn mà tôi gì? Đi ăn xin ăn mày. Người nào cũng phải đi cày sâu cuốc bấm mới có ăn. Người nào cũng phải ra chợ là gì? Buôn bán đổi trác hàng họ này cái này khác. Và tôi đã từng thấy gì? Tôi thấy có thấy thì chỉ thấy người ta cõng nhau thôi. Vì đôi khi tôi thấy người ta thì có người trẻ cõng người già, có người khỏe cõng người ốm thôi. Chứ làm gì tôi đã thấy có ai mà ngồi ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ ngồi lên kiệu mà có 8 người gì, người khiêng đi đâu? Không có, tôi không tin. Gã ăn mày từ thành thị kia, từ thành phố kia mới nói rằng mày không tin thì hôm nào mày tao đưa mày đến đó cho mày xem. Và một hôm gã ăn mày ở nhà quê đó, ở nông thôn đó, được gã ăn mày ở thành phố nó gì? Nó dắt lên trên thành phố, lên kinh thành đó. Cho thấy cái cảnh đó thì gã ăn mày gì? Gã ăn mày ở nông thôn nó mới mở mang tầm nhìn của mình ra mà ở hóa ra. Cái kiến thức ăn mày của, ở nông thôn của mình trước đây chỉ giống như gì? Chỉ giống như như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Các vị biết ếch ngồi đáy giếng là gì không? Cái từ ếch ngồi đáy giếng này thì không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là con ếch nó gì? Nó bị ngã xuống giếng hay bị bỏ vào trong giếng hay nó nhảy vào, không may nó nhảy vào trong giếng ấy. Từ khi nó sinh ra, nó bé bé nó gì? Ở trong giếng ấy. Hoặc là cái trứng nó gì? Bằng cách nào đó nó trứng ở trong giếng và nó lớn lên hoặc là nó nhảy vào trong giếng rồi nó không ra được á. Cái giếng người dân người ta hay đào cái giếng, có thể người ta không xây. Và nó con ếch nó nhảy vào trong đó rồi và nó thì nó ở mãi dưới đó, nó không thể ra được. Và bắt đầu á, nó nhìn lên bầu trời, nó ở trong cái giếng đó thì nó thò mặt lên, ngước mắt lên, nó nhìn bầu trời thế này. Và nó chơi cả cái bầu trời chỉ bằng cái miệng gì? Cái miệng giếng mà thôi. Một hôm, trời mưa to, nước giếng dâng lên, nó trào ra và gì? Nó ra khỏi cái giếng, nó mới nhìn, ố, tại sao hôm nay gì? Lại thấy bầu trời nó to thế. Bầu trời hôm nay không phải là gì, không bằng một cái gì, không bằng một cái nia như mọi khi, mà bầu trời hôm nay tại sao mà nó rộng lớn như thế? Đó là sự hiểu biết của chúng sinh, chúng ta hiếu hạn cũng như ếch ngồi đáy giếng vậy. Sự hiểu biết của gì? Của một vị phàm phu tăng, của những Phật tử tu hành chưa gì? Chưa chứng đắc thánh quả. Đối với giáo lý thầm thâm vi diệu giải thoát, giác ngộ của chư Phật đó, cũng giống như gã ăn mày ở nông thôn vậy. Làm sao mà hiểu được cái gì? Cái cảnh giới an vui sung túc ở gì? Ở kinh thành, ở nơi đô thị họ không hiểu, cho nên là họ chấp, họ cho rằng gì? Cuộc đời này làm gì có những người ăn mặc sang trọng, mặc áo gì long bào và cưỡi gì, đi thì cưỡi kiệu hoặc cưỡi gì, cưỡi voi cưỡi ngựa như thế. Hoặc bây giờ thì có những người com lê ca la vát ăn mặc sang trọng và có kẻ hầu người hạ, có người bảo vệ để tháp tùng theo mình, như là gì? Như là Tổng thống Mỹ hay là Tổng thống Nga hay Chủ tịch Trung Quốc hay là các nguyên thủ quốc gia. Chúng ta thấy chúng ta đang gì? Đất nước chúng ta đang đăng cai cái hội, cái diễn đàn kinh tế thế giới gọi là gì? Hội nghị APEC đấy à? Các nước phát triển và đang phát triển thế giới đang nhóm họp ở Đà Nẵng chúng ta. Chúng ta nếu ai xem phim đọc báo chúng ta thấy Tổng thống của Mỹ, ông Donald Trump đó, và Tổng thống Putin của Nga đó, đi thì có cả một cái chuyên cơ riêng. Không chỉ một chuyên cơ riêng mà gì, trước khi ông ấy đến, các ông ấy đến đất nước Việt Nam chúng ta là gì, có các gì nhân viên
an ninh và những người giúp việc đi trước đến hàng nửa tháng, thậm chí còn nhiều hơn nữa, để làm việc với chính phủ và các cơ quan ban ngành đặc trách của đất nước của chúng ta rồi. Và họ trước khi máy bay của các vị tổng thống đó đến thì có mấy cái máy bay đó chở ô tô, chở các nhu yếu phẩm, vật dụng cần dùng để phục vụ cho phái đoàn, đặc biệt là cho tổng thống của họ ấy, đến trước từ mấy ngày trước, thậm chí hàng tuần trước. Mà khi cái phi cơ của đi trên trời không chỉ một cái máy bay của ông ấy đi đâu, mà còn cáo của cái phi đội bay, như tổng thống Nga sang Việt Nam chúng ta cả một cái phi đội bay, hay tổng thống Putin Nga, hay là tổng thống Donald Trump của Mỹ sang cả phi đội bay thì 10 cái máy bay, 11 cái máy bay gì đi hộ tống theo. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta là một người nông dân không đọc sách, không đọc báo, chúng ta nghĩ là gì? Làm gì có ở trên thế giới có một người đi đâu là gì phải tốn kém như thế, làm gì có mà phải cần bảo vệ như thế. Tôi này, tôi đi ra đường vô tư uống rượu say gì, thế tôi về tôi ngủ trái sao, tôi say tôi nằm ở dưới ruộng chả ai nhấc tôi lên, rồi hôm sau tôi thì đến sáng khuya khuya tôi tỉnh dậy tôi về chả sao cả. Thì chúng ta thì nó nói làm gì. Nhưng mà đối với những cái người đó, phúc báo của họ có, nó khác hẳn với chúng ta. Đó, cho nên ở đây thì trong tên chúng tôi mới nói đây, chúng tôi lấy cái đó, lấy cái thế gian, lấy pháp thế gian để giải thích pháp xuất thế gian. Tất nhiên nó không được viên mãn đâu, nhưng gọi là tương tự pháp, lấy cái pháp tương tự để gì? Để giải thích, để cho chúng ta gì? Chúng ta có thể cảm nhận, có thể suy nghĩ và có thể từ cái phương tiện đó mà hiểu ra cảnh giới Tây phương trang nghiêm thanh tịnh là có thật. Và tôi mong rằng các quý vị ai mà chưa hiểu, kể cả những vị tăng, nếu chưa hiểu, chưa đạt được cái cảnh giới đó thì chúng ta cũng đừng có phỉ báng. Đừng có phỉ báng mà gì mà phải tội. Giống như những người ngoài đời, họ thích ăn thịt, thích uống rượu, thích lấy vợ, thích lấy chồng, thích sinh con, thích đẻ cái, vân vân. Nhưng còn chúng ta xuất ra là gì? Thích cuộc sống thanh tịnh, không lấy vợ, không lấy chồng, không sinh con, không đẻ cái và không thích làm những việc xấu ác, sát đạo, dâm vọng, vân vân. Nhưng người ở ngoài đời thì họ thích làm những việc gì? Sát đạo, dâm vọng. Và người ngoài đời họ nhìn thấy chúng ta xuất ra, họ bảo gì? Làm gì mà phải khổ cực như thế? Làm gì phải ép mình như thế? Làm gì phải xuất ra tu đạo như thế? Vân vân. Nhưng chúng ta nhìn lại họ, chúng ta lại thấy họ là làm gì mà phải khổ như thế? Làm gì mà phải bị gì? Bị tham sân si mạn nghi nó lôi cuốn ràng buộc như thế, làm gì mà phải bị ái dục lục trần nữa gì nó lôi cuốn nó ràng buộc như thế, vân 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 vân. Hai cảnh giới của hai gì, hai con người có cái nhìn khác nhau, có sự cảm nhận khác nhau, và có sự gì, giải thích, sự hiểu biết cũng khác nhau. Mới chỉ là tại thế gian chúng ta như vậy thôi, giữa người thế tục và người gì, người xuất gia, chúng ta đã gì, có sự khác biệt rất lớn như vậy rồi. Tôi chưa nói tới gì tới sự chứng ngộ của các bậc gì, thánh tăng, các bậc Bồ Tát và các gì, các vị Phật. Mới chỉ nói cái gì, ý nghĩ, lời nói, hành động của người xuất gia và người tại gia đã có sự khác biệt rất lớn. Một vị xuất gia thực sự ở trong giáo lý giới luật của Đức Phật khác rất lớn với một người thế tục ở ngoài đời, từ lời nói, ý nghĩ đến hành động các quý vị. Cho nên vì như vậy cho tôi mới nói gì, các vị xuất gia hoặc tại gia mà chúng Phật tử mà chúng ta chưa hiểu được cái lời dạy thâm sâu huyền diệu của Đức Phật ở trong kinh thì chúng ta cũng đừng có vội phỉ báng là gì, đó là không có thật, đó là vọng tưởng, vân vân và vân vân. Vì trước đây có một vài vị cho mình là thiền sư và đi báng phá pháp môn tịnh độ, nói rằng làm gì có cảnh Tây phương cực lạc thế giới, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, đó đều là do gì, do các vị tổ của Ấn Độ và các vị tổ của Trung Hoa là gì, là bịa ra, và các vị tổ của Việt Nam mình gì, do không có trí tuệ cho nên là gì, cứ thế là học theo và tu theo. Bây giờ chúng ta là gì, là thời buổi hiện đại hóa công nghệ thông tin rồi, chúng ta có thể đi sang các nước khác để học pháp môn chính pháp của Phật, như là gì? Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar,
đấy mới gọi là gì, đấy mới gọi là chính pháp của Đức Phật. Với Phật giáo gọi là Phật giáo nguyên thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông, Nam Tông. Còn Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta gì là Phật giáo ngụy tạo, Phật giáo ngoại lai, Phật giáo lai tạp, Phật giáo Bà La Môn hóa, Phật giáo gì Hán hóa, Phật giáo Nho hóa, Phật giáo Lão hóa, vân vân. Đó, họ cho như vậy. Xin thưa các quý vị, nếu nhìn lại lịch sử, tôi nói lịch sử Phật giáo Việt Nam thôi, có rất nhiều những bậc danh tăng, những vị tổ sư nổi tiếng từ xưa cho đến nay, các ngài cũng đều tu pháp môn ấy mà thành tựu. Không chỉ thành tựu được ghi ở trong trong sử sách, mà thành tựu gì còn lưu lại cả gì, cả nhục thân để cho gì, cho hậu thế chúng ta xoay rọi vào, học tập mà làm theo. Nhưng làm theo không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa cho làm được cái điều đó. Như là gì, như là tiêu biểu như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, Thường Tín Hà Tây ngày xưa và Thường Tín Hà Nội bây giờ vậy. Như thiền sư gì Chuyết Chuyết ở bên, ở bên chùa Phật Tích ở Bắc Ninh vậy. Hay là như gì, năm 1963, đó là vị Bồ Tát gì nhỉ, Bồ Tát Thích Quảng Đức, cách chúng ta chưa bao xa. Ngài sau khi gì tự thiêu để phản đối cái chế độ gì, chế độ Ngô Đình Diệm tàn sát và hủy Phật giáo, tự thiêu xong tấm thân của ngài gì, sau khi tự thiêu xong, sau đó thì đem được đi hỏa thiêu, toàn bộ thân thể xương thịt máu mủ của ngài gì cháy hết, chỉ còn duy nhất còn lưu lại một gì, một trái tim bất diệt. Trái tim đó đã được gì, được chế độ Ngụy đem hai lần đem thiêu nữa, tức là gì, là ba lần thiêu, mà trái tim đó gì vẫn uyên nguyên như vậy, vẫn y nguyên như vậy, dường như càng rắn hơn, càng chắc hơn, và khiến cho gì cái chế độ đó phải gì, phải lung lay và sụp đổ ngay một thời gian sau đó. Đó cho nên đấy, chúng ta thấy rằng nếu Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi là Phật giáo Đại thừa mà không phải là Phật giáo chân chính, thì làm gì có chuyện sản sinh ra những con người chân chính như vậy, những vị tổ sư chân chính như thế. Mà chúng ta biết là Bồ Tát Thích Quảng Đức, ngài chuyên gì, chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm câu A Di Đà Phật. Đấy, ngài chuyên chuyên trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây chúng ta mới, nếu mà chúng ta thì có cái sự nhìn nhận sâu sắc một chút, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận thấy là trong kinh Đức Phật nói quả thật là không có cái gì sai, không có cái gì là không đúng cả. Nhưng có mỗi một điều quan trọng, chúng ta đã có đủ trí tuệ và đủ công đức để hiểu được lời Phật dạy và thân chứng được cái lời Phật dạy hay không mà thôi. Các tổ ngày xưa nói là người tu Phật chúng ta cũng giống như người uống nước, giống như ăn cơm, giống như mặc áo, nóng lạnh đói khát tự mình gì cảm nhận khi mình gì, mình ăn, mình uống và mình đắp chăn hoặc mình mặc quần áo vậy, vân vân. Đó cho nên ở đây chúng tôi nói rộng ra như thế để cho chúng ta thấy cảnh giới Tây phương Cực Lạc, nói là nó trang nghiêm thanh tịnh, một bông sen nói gì ở hạ phẩm hạ sinh nó lớn như vậy. Các vị muốn tìm hiểu thêm thì đọc ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Và các vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, nếu mà gì đọc tụng rồi mà muốn gì, muốn chứng nhập được cảnh giới đó, các vị hãy nhập thất gì 3 năm chuyên trì một câu A Di Đà Phật thôi, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm trì niệm một câu Phật hiệu ấy, 3 năm đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ chỉ một câu Phật hiệu ấy, rồi các vị sẽ thấy lời Phật dạy không ngoa, không sai ngoa một chút nào cả. Tôi nói là 3 năm. Đó. Trong kinh A Di Đà nói thì nói 7 ngày. Nhưng 7 ngày bây giờ chúng ta nếu mà nhập thất 7 ngày á thì tâm của chúng ta còn vọng tưởng bời bời, chưa ăn thua gì cả. Nhập thất 3 năm chuyên tu như vậy, các quý vị sẽ cảm nhận và sẽ nhận thấy được giáo lý giải thoát của Đức Phật nói ở trong kinh không có sai một chút nào cả. Thì có người họ lại bảo là gì? Đấy là do vọng tưởng khởi lên.
thì tôi xin thua. Tôi thua là sao? Thua vì cái vị đó, thì vị đó cái gì cũng chỉ thích cái lý và chỉ thích gì lý luận thôi. Thì như vậy Phật cũng thua, chứ đừng nói là tôi thua nữa, mà Phật cũng xin xin thua vị ấy. Mà Phật xin thua vị ấy không phải là Phật thua gì, thua về cái lý vị ấy, mà Phật gì không chấp vị ấy. Giống như sự thời xưa Đức Phật còn tại thế, trong kinh A Hàm thường hay nói thì có những vị Bà La Môn hoặc những vị thì tu sĩ ngoại đạo suốt ngày chạy theo để đòi Phật tranh luận, và Phật yên lặng không nói gì cả. Chạy thì sáng trưa, trưa chiều, chiều đến tối, thì đến chiều tối sầm sầm tối thì bắt đầu Phật mới thương, Phật mới bảo là này Bà La Môn, ông theo ta từ sáng trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến giờ này là trời đã sầm sầm tối rồi, ông chửi mắng như vậy ông có mệt ông không mệt à? Bà La Môn bảo á, có tôi mệt, nhưng mà gì tôi thì phải quyết là gì, tôi phải nghe người ta nói là gì, ông tự nói ông là Như Lai, ông tự xưng ông là chứng thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, phúc đức và trí tuệ của ông viên mãn không khuyết thiếu gì cả, công đức trí tuệ của ông là gì, là viên mãn không khuyết thiếu gì cả, ông chính là bậc thầy của trời người, nhưng tôi không phục, tôi là một phàm phu của thế gian, tôi còn gì, tôi còn chưa phục ông thì làm sao làm thầy của trời người được, cho nên tôi không phục. Vì sao mà tôi không phục? Vì á, tôi muốn tranh luận với ông cho rõ ràng, trắng đen là đó. Nếu mà ông thắng tôi á, thì gì tôi mới phục, còn ông chưa thắng tôi không phục. Nhưng mà gì tôi nói với ông từ sáng nay thì gì, chúng ta tranh luận với nhau, nhưng ông không nói cái gì, ông coi thường tôi. Như vậy gì? Tôi thấy là gì? Ông không phải là thầy của trời người. Mà tôi thấy ông chưa là bậc gì, chưa đầy đủ trí tuệ, cho nên ông sợ tôi, ông không dám tranh luận với tôi. Vì vậy mà tôi thì tôi phải đi theo ông từ trưa đến chiều, chiều đến bây giờ để gì? Để tranh luận với ông. Hôm nay ông chưa tranh luận với tôi thì tôi ngủ lại đây gì? Ngày mai tôi gì? Tôi tiếp tục tôi đòi ông tranh luận. Nếu mà gì? Ông không dám tranh luận với tôi, chứng tỏ gì? Ông không phải là bậc vô thượng chính đẳng chính giác như vậy. Ông không phải là bậc gì? Là thầy của trời người như gì? Như mọi người đồn thổi, và như ông đã gì? Đã từng ca ngợi mình, đã từng tự ca ngợi mình. Vì có lúc Đức Phật cũng gì cũng tự nói gì, ta chính là bậc Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn mà. Đó. Cho nên bây giờ thì Đức Phật mới thấy thương, Đức Phật mới nói này, này Bà La Môn, từ sáng đến giờ ông cứ lắng đắng theo gì, theo Như Lai và gì đòi tranh luận, nhưng Như Lai gì trong tâm không còn một chút hí luận nữa, cho nên á Như Lai gì? Như Lai không muốn tranh luận với ông, chứ không phải là Như Lai gì? Như Lai sợ ông. Tương tự như vậy, nay ta hỏi lại gì? Hỏi lại ông một câu. Này Bà La Môn, ví như ông á, vừa được mời vào cung vua, và vua rất quý trọng ông và đãi ông một bữa gì? Một bữa tiệc, một bữa yến tiệc rất là ngon. Và ông đã gì? Ông đã tận tình ông ăn, và ông đã ăn thì ăn rất no, ăn no rồi, ăn rất no rồi, và ông không thể ăn được nữa. Và ông gì, ông khi ông chào vua ra về rồi thì lại có gì, có một người nông dân đến và bảo với ông rằng, này hiền giả hay này Bà La Môn, con gì, con đã chuẩn bị một gì, một mâm cơm rồi để sửa soạn để cúng dường ngài gì, mời ngài vào gì, ngài vào để thọ nhận cho con. Vậy Bà La Môn, theo ông thì ông xử lý như thế nào? Bà La Môn nói rằng, có việc dễ như vậy mà ông cũng phải hỏi. Đương nhiên là tôi gì, tôi sẽ trả lời là tôi không nhận gì, không nhận thức ăn của người nông dân kia nữa, vì tôi gì, mỗi một ngày tôi ăn có một bữa, mỗi một ngày Bà La Môn chúng tôi chỉ ăn một bữa, và tôi đã nhận sự cúng dường của ông vua và đã ăn no rồi, bây giờ chắc chắn tôi sẽ gì trả lời gì, này các vị tín sĩ kia chẳng hạn, các vị cư sĩ kia chẳng hạn, tôi gì đã thọ nhận sự cúng dường của nhà vua gì đã đủ rồi, và gì hôm nay tôi không thọ nhận nữa, và tôi sẽ đi về gì, về nơi tinh xá hoặc nơi gốc cây hoặc nơi tu tập của tôi gì, tôi thiền định, tôi không nhận nữa. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, này Bà La Môn, lại ví như gì, ví như bây giờ ông thử ngửa mặt lên trời, ông ấy nói gì, này ông trời kia, tại sao lại nắng hoài thế mà không mưa đi, và ông nói đến 5 lần 7 lượt trời không mưa. Hoặc là gì? Trời mưa mấy ngày không tạnh. Ông ngửa mặt lên trời và ông nói rằng, này trời kia, này ông trời kia, ông hãy dừng mưa và hãy tạnh ráo đi, vân vân. Và ông trời, như ông trời vẫn không tạnh ráo, ông trời vẫn cứ mưa tiếp. Và lúc đó,
bất chợt gì ông nghĩ gì, ông coi thường trời vì trời không nghe lời ông, vậy giờ ông ngở mặt đến trời và ông nói gì, này ông trời kia, ta bảo ông không nghe à, ta coi thường ông, ta khinh rẻ ông. Và cái vị đó gì, ngửa mặt lên trời và nhổ nước bọt, bảo là ta khinh rẻ ông, ta coi thường ông, và nhổ nước bọt lên trời. Này Bà La Môn, nước bọt đấy đi về đâu, có lên tới trời không? Bà La Môn không một chút do dự nói rằng có thế mà ông cũng phải hỏi, đương nhiên nước bọt đấy không gì, đám nước bọt đấy không đi lên tới trời. Đức Phật cắt ngang vào, này Bà La Môn, vậy đám nước bọt đấy đi đâu? Và vị Bà La Môn kia liền làm ta gì, ta sẽ không trả lời ông bằng lời nói, và ta sẽ gì, sẽ thử cho ông xem. Và vị Bà La Môn liền là gì, ngửa mặt lên trời và nhổ thì nhổ phù một cái, và chỉ khoảng vài cái gì, vài giây sau, cái nước bọt, đám nước bọt mà ông ấy thổi phù nhổ phù lên một cái rơi gì, rơi trúng mặt ông ta. Và Đức Phật nhân đó nói, này Bà La Môn, Như Lai đã tự thân tu tập và tự tâm chứng ngộ giải thoát, trong tâm của Như Lai không còn có một niềm hy vọng. Hy tức là gì? Hy tức là gì? Là sai, là lỗi, là quấy đó. Vọng tức là tâm gì? Tâm dao động đó. Đó. Không còn một chút lỗi lầm và chút dao động nữa đó. Cho nên á, là Như Lai đã hết sạch những sự tranh giành cãi cọ vân vân rồi. Vì vậy mà từ sáng đến giờ ông á chạy theo Như Lai để đòi tranh luận hơn thua, thắng thua hơn thiệt. Như Lai đã trong tâm không còn một chút nào, thì giống gì, giống như bụng của ông gì đã ăn no cố của vua rồi, chắc chắn là gì, người khác cũng ông không nhận nữa. Vậy Như Lai gì không còn chút hy luận nữa, thì Như Lai gì tranh luận thắng thua để làm gì? Và từ sáng tới giờ ông đòi tranh luận với ta không được, ông chửi ta, ông mắng ta, ông nhiếc ta. Thì tương tự như vậy, ta có nhận đâu. Và những lời đó ông tự gì, ông tự nghe, ông tự cảm nhận, và ông tự khởi tâm bực tức. Giống như ông gì, ông nhổ nước bọt lên trời và đám nước bọt đó gì lại rơi trúng mặt của ông vậy. Đó, đấy là trong kinh Nhà Hàm Phật kể về câu chuyện đó. Cho nên ở đây, người học Phật chúng ta cái gì mà không biết, hoặc chưa biết, chưa đạt đến cảnh giới đó, thì chúng ta đừng có gì, đừng có phỉ báng, đừng nghĩ rằng chúng ta là người tu, thậm chí là chúng ta gì là một đại đức, là một vị thượng tọa, thậm chí là một vị hòa thượng xuất gia. Nếu chưa chứng đắc được cảnh giới đó, chúng ta đừng có phê phán họ, cũng đừng có nói gì kinh điển, phê phán kinh điển của Đức Phật là gì đúng sai là ở trong kinh điển của Đức Phật đó. Cho nên ở đây á, chúng tôi nói rộng thêm ra như vậy để gì, để cho Phật tử có câu hỏi này nói hỏi, thì chúng tôi xin trả lời như vậy, vì câu hỏi này nó thuộc về giáo lý, cho nên chúng tôi cũng phải nói rộng ra một chút như vậy, giải thích về gì, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về bông hoa sen hạ phẩm hạ sinh to như bánh xe của Vô Chuyển Luân Thánh Vương, hàng gì, hàng mấy trăm km gì to lớn này, nếu mà giải thích bằng hàng mấy trăm km gì km của thước đo ở cái đơn vị đo lường ở thế giới chúng ta này vậy. À, chứ không phải là bánh xe đạp hay bánh xe máy hay bánh xe gì hay là bánh xe máy kéo đâu, vân vân đâu. À, nếu to như bánh xe to nhất ở thế gian chúng ta, nó cũng chỉ giỏi lắm được gì chục mét vuông là cùng, 5-7 mét vuông là cùng thôi. À, có những bánh xe ở châu Âu nó làm to lắm, nó to đến mấy người đứng với của chúng ta này, thì tôi cho là 5-7 mét vuông đến 10 mét vuông là cùng. À, chu vi bán kính nó tầm như vậy là cùng thôi. À, thôi xin đấy thì xin trả lời câu trả lời đấy như vậy. Xin một Phật tử nó hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tổ đạo tràng chúng con có những câu hỏi, xin thầy giải đáp. Mấy câu cơ. Một, chúng con có duyên được biết kinh Địa Tạng, cảm thấy hạnh phúc lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sinh khi tụng kinh này, nên chúng con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời. Nhưng chùa Khai Nguyên sau khi hết 3 năm tụng kinh Địa Tạng thì thầy giảng và tụng kinh Phổ Môn. Vậy con xin hỏi, khi học và đọc tụng Phổ Môn theo chùa Khai Nguyên, đồng thời chúng con vẫn tụng kinh Địa Tạng nữa trong cùng một ngày, như thế có bị tạp tu không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao. Nếu chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời rồi thì chúng ta cứ tụng. Nếu mà còn thời gian chúng ta chỉ có thể tụng thêm đến kinh Phổ Môn thì cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Một câu A Di Đà Phật.
theo người tu tịnh độ pháp đạo tràng của chúng ta là gọi là tịnh tông hội Việt Nam. Cho nên vẫn lấy câu A Di Đà Phật là chủ đạo, kinh tụng là phương tiện, là con thuyền để cho chúng ta gì bơi qua sông. Câu A Di Đà Phật chính là cái đích để cho chúng ta đến, tức là nương vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta niệm danh hiệu của ngài để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là cái đích đến. Còn thuyền đó thì ngồi con thuyền nào cũng được, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền làm bằng sắt, thuyền làm bằng tre, thuyền làm bằng gỗ đều được cả, miễn là sang tới bên kia sông. Tức là gì, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Phổ Môn đều được cả. Nhưng mà theo thầy thì thôi, thì khi chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng rồi thì chúng ta cứ tụng kinh Địa Tạng, còn thầy tụng kinh Phổ Môn hoặc giảng kinh Phổ Môn đó thì cứ kệ thầy và những người có duyên với kinh Phổ Môn, họ lại gì, họ lại tiếp tục nghe và tụng, còn mình có duyên với Địa Tạng cứ hành cả đời cũng được, không sao. Nhưng hoặc chúng ta dành thêm một hoặc hai thời kinh để tụng thêm kinh Phổ Môn, nếu chúng ta thu xếp được thời gian thì cũng được, không ảnh hưởng gì. Không thể gọi là tạp tu được, vì 84.000 pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng có thể gì đưa chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ được. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ, thầy cho con hỏi, nếu trong các bữa con không ăn chay thì khi con tụng kinh Địa Tạng có sao không ạ? Và khi ngồi đọc sách, con có cần phải trang phục nghiêm chỉnh, tức là quần áo, quần dài và áo không ạ? Ở đây thì Phật tự hỏi là khi không ăn chay có tụng kinh Địa Tạng có được không? Được, không sao. Nhưng tất nhiên thì công đức nó cũng sẽ giảm đi, nhưng vẫn được, có còn hơn không. Ý thứ hai Phật tự hỏi là khi ngồi đọc sách thì có cần phải mặc quần áo dài để chỉnh trang nghiêm không? Nên như thế, nên đầy đủ oai nghi phép tắc để mà đọc sách, đặc biệt là khi chúng ta còn mạnh khỏe, vân vân. Không nên mặc quần đùi, áo cộc, quần ngắn, áo me ô để mà cầm sách phần mà đọc. Đấy là cái, vì chúng ta như thế là không đủ lòng thành kính, sẽ tổn phước. Cho nên khi đọc sách Phật nên gì rửa chân tay, mặt mũi cho sạch sẽ, và cầm quyển kinh hay quyển sách của Phật lên, chúng ta phải xác định là thân thể chúng ta phải trang nghiêm, y áo cho chỉnh tề. Ý thứ hai, ở nhà con mở pháp cho con cái nghe, rồi cháu nó hỏi thế này mà con không trả lời được, con xin thầy giúp ạ. Cháu nó hỏi là gì? Sau khi người ta chết, xả bỏ báo thân thì người ta quên hết mọi việc quá khứ, vậy sao lại có chuyện oan gia trái chủ theo ta đòi nợ kiếp sau ạ? Con xin thầy trả lời. Sau khi người ta chết, Đức Phật nói này, nó chỉ là trong tạng thức A Lại Da của mình, nó gọi là tạm quên khi chúng ta nhập thai. Chúng ta nhập vào thai mẹ, ở vào trong cái nơi u tối bẩn thỉu đó, cái A Lại Da thức của chúng ta thì tạm quên đi thôi. Giống như các quý vị lấy một cái hòn đá để đè lên một cái bãi cỏ trong một khoảng một vài tuần, thì các quý vị nghĩ là gì? Bãi cỏ đấy nó chết đi thật chưa? Chết chưa? Chưa chết thật. Nó chỉ mới héo lá và gì? Chết cái lá thôi. Các quý vị nhấc cái hòn đá đi khỏi bãi cỏ và gì, một vài tuần và một vài tháng sau nó lại tiếp tục mọc đi, mọc lên như thường, và thậm chí nó còn tốt hơn cái gì, cái chỗ cỏ mà không bị đè đá kia. A Lại Da thức tức là cái tạng thức chủng tử, tức là cái trí nhớ, cái nhân quả tội phúc của chúng ta gieo trồng vào trong tạng thức A Lại Da của chúng ta cũng tương tự như thế. Còn vì sao mà ở dưới quái âm nó đi tìm ta, nó báo oán được ta, là vì sao? Vì nó chưa nhập thai, tâm của nó thì một lòng một dạ, nó thì đi báo thù, đi trả thù, cho nên nó chưa nhập thai, vậy nó còn nhớ rất nhiều, rất dai. Hoặc là khi gì, cái khi mà nó mới sinh ra nó cũng quên, nhưng mà sau khi lớn lên nó tự nhiên gặp nhau, nó gì, nó khởi ra cái tâm gì thù hận với nhau, một câu nói, hai câu nói, ba câu nói. Bình thường thì có duyên thì là bạn, mà không có duyên là thù, thì từ một câu nói, hai câu nói, ba câu nói nó biến thành gì? Biến thành thù. Cho nên chúng ta mới thấy là có người mới gặp nhau lần đầu đó gì đã thấy ghét nhau, hoặc là về chung sống với nhau một thời gian thì mới thấy ghét nhau. Đó chính là gì? Nhân quả. Đến lúc đó nó mới chín mùi, dần dần nó mới nhận ra là gì, tự nhiên cái chủng tử thù hận ở trong A Lại Da thức nó mới sinh ra. Thì khi đó nó nhìn thấy, nó mới thù, nó mới tìm để báo thù, nó mới tìm được. Lúc đó tìm được rồi, lúc đó nó mới báo thù, là như vậy. Cho nên cái này thì câu hỏi này nó cũng trả lời thì phải hơi dài, hơi khó một chút, thời gian không có, cho nên thầy không giải thích rộng hơn hơn nữa. Thì một dịp nào đó có thể
một câu hỏi tương tự thầy sẽ giải thích rộng hơn cái này. Như thế này. Kính bạch thầy, cho con hỏi. Đi chùa lễ Phật, trang điểm son phấn thì có mang tội không ạ? Chúng ta biết là ở trong giới luật của Đức Phật chế định thì đối với người xuất gia thì không được trang điểm phấn sáp hay là bôi ướp hương hoa sông mình. Vì sao vậy như thế? Vì Đức Phật cũng muốn tránh cái thứ nhất là tránh cái tâm tham đắm chấp vào tấm thân của mình cho là thực có, và đồng thời nữa cũng để ngăn ngừa cái lòng cái sự luyến ái từ người khác đem đến cho chúng ta. Còn đối với Phật tử tại gia thì chúng tôi cũng không thấy ở trong luật Đức Phật cấm là Phật tử tại gia đến chùa là không được trang điểm phấn son. Thì trong luật thì tôi không thấy Phật cấm Phật tử tại gia, nhưng mà những người xuất gia thì là Phật cấm, đấy là rõ ràng rồi. Còn Phật tử tại gia thì tôi chưa đọc thấy ở trong luật. Thì cái này á, tuy có thể là chúng ta thấy là đọc không đọc thấy ở trong luật, nhưng mà đã là Phật tử chúng ta đi chùa rồi thì chúng ta cũng nên gì, cũng không nên trang điểm phấn son loài loạt làm cái gì. Vậy chúng ta đến chùa là để thành kính lễ Phật, thân cận chư tăng, để học hỏi giáo pháp của Đức Phật, để tu tập ngõ hầu một đời cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Thì còn chúng ta còn chấp vào cái tấm thân mình, còn thích trang điểm, thích bôi son đánh phấn, xông ướp hương hoa, bây giờ gọi là xịt nước hoa vân vân đó. Thì làm cái đó thì trong kinh Phật nói là nó chỉ có làm cho tăng trưởng cái tâm chấp ái của mình mà thôi, ái chấp của mình mà thôi. Và đồng thời cũng làm gì, làm cho những người họ nhìn thấy mình họ khởi cái tâm gì, cái tâm ái dục. Như vậy đối với đạo xuất thế thì nói thì nó đem đến cái sự không thanh tịnh cho người khác, khởi cái tâm là ham muốn, nhận đến có khi là từ cái chỗ đó đôi bên có khi sinh tình cảm với nhau vân vân đó, thì nó cũng thành cái điểm là không tốt. Nếu mà đấy là chúng ta cầu đạo xuất thế thôi. Còn Phật tử chúng ta gọi là chỉ đi chùa lễ Phật bình thường thôi ấy, thì tôi nghĩ rằng thì trong luật Phật không cấm thì chúng ta có chót trang điểm một chút rồi, hoặc là thấy người ta trang điểm thì mình cũng không nên kỳ thị họ, vì họ chưa hiểu Phật pháp. Có khi họ là quy y Tam Bảo rồi nhưng mà chưa được nghe giảng, chưa được hiểu Phật pháp, cho nên họ vẫn còn thích là bôi một chút son phấn để cho nó làm đẹp cơ thân thể chẳng hạn. Thì chúng ta có thấy họ là Phật tử mà làm như vậy thì cũng không nên khởi tâm để chỉ trích họ. Không nên khởi tâm chỉ trích họ. Vì nếu chúng ta chỉ trích họ thì họ lại quay lại chỉ trích chúng ta, hai bên chỉ trích lẫn nhau. Thì chúng ta biết là tất cả đều là đệ tử Phật cả. Nếu họ mà nếu mà cái người đó mà là bạn chúng ta thì chúng ta có thể một lúc nào vui vẻ chúng ta góp ý dần dần với các bạn của chúng ta, thôi lần sau mình đi chùa lễ Phật thì cũng không nên trang điểm phấn son là gì, cứ ăn mặc cho kín đáo, sạch sẽ kín đáo, gọn gàng là được. Cũng không nên ăn mặc một cách là hở hang quá, khiến cho vào cái nơi thanh tịnh, nơi cửa Phật là nó không được tôn nghiêm, thì có thể là lại còn mắc tội thêm. Vì sao mắc tội? Vì chúng ta mà ăn mặc không như lý như pháp, khiến cho người khác động tâm về mình ấy, thì đấy cũng là gì? Đấy cũng là cái nhân làm cho họ đọa lạc. Mà họ đọa lạc thì ta cũng rất dễ gì? Rất dễ đọa lạc theo họ. Đó. Thì cái này thì các Phật tử chúng ta cũng nên suy xét. Về câu hỏi thứ nhất thì thầy cũng xin chị xin nêu qua như vậy thôi. Các Phật tử có thể đi tham khảo thêm hoặc gặp các... Về câu thứ hai của chương của kỳ Phật Pháp số 20 này, các Phật tử hỏi như thế này. Bạch thầy cho con hỏi, nếu Phật tử phạm vào một trong những tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung nhất tâm niệm 10 câu Phật hiệu thì có được vãng sinh không?
Và nếu được vãng sinh thì sẽ được ở phẩm vị nào? Một câu hỏi rất là sâu, rất là ý nghĩa và rất là thực tế trong cái cuộc sống tu hành của Phật tử của chúng ta. Chúng ta thấy có Phật tử hỏi rằng nếu Phật tử phạm vào một trong những tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu thì có được vãng sinh hay không? Và nếu được thì sẽ được vãng sinh ở phẩm vị nào? Thì chúng ta thấy câu hỏi là gì? Nếu Phật tử phạm vào một trong những tội ngũ nghịch thập ác, thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là ngũ nghịch. Ngũ nghịch tức là năm tội, năm cái tội gọi là đại ác. Cái tội này là tội ác nhất, cho nên gọi là gọi năm cái tội này gọi là tội ngũ nghịch. Nghịch tức là trái với luân thường đạo lý của thế gian, cũng như là trái với luân thường đạo lý giáo lý giải thoát giác ngộ của chư Phật đã từng tuyên thuyết, đã từng chỉ dạy cho tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên đó gọi là những cái tội đó gọi là tội cực trọng, cực ác. Liệt ra thì Đức Phật nói này, liệt ra túc số Đức Phật nó có năm thứ. Tội thứ nhất đó là giết cha. Cha thì có cha đẻ, cha nuôi và cha dưỡng. Ở trong luật thì cũng có giải thích. Cha đẻ tức là bố đẻ mình cùng máu huyết, cùng huyết thống, đó gọi là cha đẻ, hay bố đẻ, hoặc là ba đẻ, vân vân. Cha nuôi tức là gì? Tức là người cha kết nghĩa gì? Là cha nuôi mình, chăm sóc cho mình, cung phụng vật chất cho mình, hoặc dạy bảo tri thức cho mình. Và bố con nhận là con nuôi với nhau, đó gọi là cha nuôi. Còn cha dưỡng nữa, cha dưỡng tức là sao? Tức là có thể là mẹ chúng ta sau khi sinh ra chúng ta, hoặc là cha chúng ta mất đi, hoặc là cha chúng ta đi lấy một người con gái khác, xong mẹ chúng ta thì cũng không ở vậy để nuôi con được, mà đi lấy một người đàn ông khác, thì đó gọi là cha dưỡng. Cái này thì các Phật tử ở thế gian chúng ta biết rất rõ rồi, gọi là dưỡng. Cha đẻ, cha nuôi và cha dưỡng. Mẹ thì cũng tương tự như vậy, đối lại gì? Mẹ đẻ, mẹ nuôi. Mẹ nuôi tức là mẹ nuôi ở đây có thể là ngày xưa gọi là cho vú nuôi đó. Tức ngày xưa hay cho con đi, sinh con ra, cho con. Có khi là bà mẹ mất sữa ngày xưa thì thường là nuôi con bằng gì? Bằng sữa mẹ. Bà mẹ mất sữa thì sang nhà bà hàng xóm. Đấy. Bà hàng xóm thì cũng vừa sinh con cho nên bà có sữa. Cho nên sang thì xin cho làm con nuôi để cho bà hàng xóm để cho nó bú nhờ. Cho bú nhờ đó gọi là gì? Gọi là vú nuôi. Vú nuôi hay là còn gọi là mẹ nuôi. Thứ nữa là gì? Mẹ kế. Mẹ kế. Mẹ kế tức là gì? Tức là dì ghẻ đó. Thì tất cả những cái đó thì mình đều gọi là gì? Gọi là cha mẹ. Gọi chung là gì? Gọi chung là cha mẹ. Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết gì? Giết thầy hòa thượng. Thầy hòa thượng bây giờ mình gọi là, mình gọi nôm na đó chính là các quý thầy xuất gia đã thọ gì? Thọ đại giới tỷ khiêu hoặc tỷ khiêu ni. Nói rộng là như thế. Mà nói hẹp là gì? Là cái người thầy đã trao truyền tam quy ngũ giới cho mình đó. Vị thầy bổn sư của mình đó. Cái người đó, cái vị thầy mà trao truyền tam quy ngũ giới cho mình đó là chính là đối Phật tử tại gia chúng ta gọi là thầy bản sư của mình. Miền Nam gọi là thầy bổn sư, miền Bắc chúng ta gọi là thầy bản sư. Bản tức là gốc. Bản tức là gốc. Cái vị thầy trao truyền giới pháp cho mình tức là vị thầy đó là vị ân sư đầu tiên của chúng ta. Và chúng ta thì sống đến gì đến cuối đời, trong suốt cuộc đời này chúng ta đều phải cung kính và tôn trọng vị thầy đó. Đó gọi là vị ân sư hay còn gọi là thầy hòa thượng, là những người gì trao truyền pháp tam quy ngũ giới cho chúng ta, thậm chí nhấn đến bát quan trai giới hoặc bồ tát giới cho chúng ta, vân vân. Thế đó gọi là thầy hòa thượng. Đây là nói nghĩa hẹp như vậy, nói nghĩa rộng là chỉ cho tất cả những vị tăng ni đã thọ đại giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Các bậc tôn túc hòa thượng, thượng tọa ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni đó, nói theo cái từ ngữ của hiến chương giáo hội của chúng ta là như vậy. Đó là gì? Đó là tội trọng thì thứ ba. Tội thứ tư đó là gì?
làm thân Phật chảy máu, làm thân Phật chảy máu. Thì cái làm thân Phật chảy máu thì câu chuyện kể rằng người xưa thời Đức Phật còn tại thế, thì Đề Bà Đạt Đa với A Xà Thế cùng bàn mưu với nhau. A Xà Thế thì giết phụ vương để lên ngôi vua là Tần Bà Sa La, còn Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để mong được lên làm giáo chủ lãnh đạo tăng đoàn, vân vân. Nhưng mà khi năm lần bảy lượt cùng với A Xà Thế bày mưu giết Phật không được, thì bắt đầu một hôm thì Đề Bà Đạt Đa mới lên trên núi Linh Thiếu, trên đường Đức Phật đi khất thực thuyết pháp độ sinh về á, thì Đề Bà Đạt Đa đứng ở trên đỉnh núi Linh Thiếu và lăn một hòn đá to xuống, một tảng đá to xuống, để với mục đích là cho nó đè Phật đi qua sẽ đè chết Phật, coi như là hòn tảng đá nó tự rơi xuống, ý ông là như vậy. Nhưng mà không ngờ thì khi tảng đá mà lăn xuống gần tới nơi mà Đức Phật đang đi á, thì trong kinh Đại Thừa nói rằng, kinh Đại Bảo Tích nói rằng Sơn Thần, lúc đó có một vị Sơn Thần thấy như vậy cho nên là hiện thành, dùng cái pháp thuật của mình hiện thành một cái hòn đá to hơn chắn ngang cái đường lăn của cái hòn đá mà Đề Bà Đạt Đa lăn từ trên đỉnh núi xuống đó, và hai hòn đá va chạm vào nhau ngay gần nơi Đức Phật đang đi đến, và cái hòn đá của Đề Bà A Xà Thế lăn xuống đó va chạm vào hòn đá to do Sơn Thần hóa ra đó, thì vỡ vụn thành rất nhiều mảnh nhỏ, và trong đó thì có một mảnh nhỏ bay tới và cứa đứt cái ngón chân út của Đức Phật, làm cho cái ngón chân của Đức Phật rớm máu, chảy máu ra. Và đó chính là gì? Đó chính là tội gọi là sau này Đề Bà Đạt Đa do cái tội ác đó cho nên bị đọa đại địa ngục A Tỳ. Vì vậy mà Đức Phật nói là đó chính là một trong năm tội 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 cực lớn, đó gọi là tội một trong năm tội ngũ nghịch đó. Đó, thì đấy là thời Phật còn tại thế làm thân Phật chảy máu. Còn thời nay á thì chúng ta phải hiểu rằng gì? Những kẻ khởi ác tâm. Đấy các Phật tử nhé. Các Phật tử nhớ, những kẻ khởi ác tâm phá hủy chùa chiền, tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, thì đó gọi là đồng với cái tội gọi là tội làm thân Phật chảy máu như thời Phật còn tại thế vậy. Các vị phải để ý nhé, khởi ác tâm nhé. Mấy năm trước có một Phật tử đến nhìn thấy tôi thì bắt đầu khóc, khóc từ ngoài cửa chùa đi vào, khóc thật là to, và đến là khóc. Tôi hỏi làm sao, bắt đầu vị này vào cứ khóc, khóc nức nở đi, xong rồi khóc hoài, khóc và đến 10-15 phút rồi thì bắt đầu thì mới nín được, và nín nhưng mà không nín hẳn, vẫn nức nở và nói rằng bạch thầy, vô thế con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Thế tôi hỏi là làm sao mà cụ đọa địa ngục A Tỳ, cụ vẫn ở đây mà tại sao cụ đọa địa ngục A Tỳ? Bảo không, con chắc chắn con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Thế tôi hỏi làm sao, cụ vẫn ở đây mà. Bảo không, trong kinh nói là gì? Nói là đốt tranh ảnh tôn tượng của Phật thì sẽ bị đọa địa ngục A Tỳ, đó là phạm vào một trong năm tội ngũ nghịch, cho nên á con á đã gì, đã chót dại con á, con đốt cái vỏ hương mà có cái hình ảnh của Đức Phật ở trên đó, cho nên nhưng mà lúc con đốt là con không để ý, nhưng đốt xong bắt đầu nó cháy gần hết rồi con mới để ý, con nhìn thấy nhưng con dập nhưng mà không kịp nữa, cho nên bạch thầy, rồi con biết là con thì con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Cho nên từ hôm đấy đến nay là con đau khổ vô cùng, mà con á suốt ngày con lo thôi, không biết là con còn sống được ở trên đời này bao nhiêu lâu nữa, rồi con sẽ bị gì, rồi con sẽ bị ngưu đầu ngục tôn nó đến nó bắt, nó lôi con vào A Tỳ địa ngục thôi. Cho nên từ hôm nọ đến nay con không có giây phút nào ăn ngoan ngủ yên cả, nó đau khổ lắm, cho nên con biết con chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Đấy, Phật tử này nói cũng có lý một chút đấy. Từ hôm đốt xong một cái thì lúc nào cũng lo, lúc nào phiền não, lúc nào khóc, ăn không ngoan ngủ không yên, lúc nào khóc buồn rầu rồi lo lắng. Đấy là gì? Đấy chính là cũng có thể đúng một phần là đấy là hiện cái gì, hiện tướng hiện tâm gì, tâm cảnh ở trong địa ngục rồi đấy. Còn A Tỳ hay chưa thì tôi chưa rõ lắm, nhưng mà đau khổ chính là gì? Là trạng thái của cái sự đau khổ ở trong ba đường ác đạo đó. Thế tôi mới hỏi thì cụ em mới nói là cái vấn đề đốt vỏ hương, quét dọn ở trên ban thờ thấy cái vỏ hương nó hết thì mang xuống bếp đốt nhưng không để ý, nhưng vứt vào bếp rồi khi nó cháy gần hết mà cái mới nhìn thấy cái ảnh của cái hình ảnh Đức Phật Thích Ca trong đó, cho nên vội vàng dập nhưng mà không kịp nữa. Đấy, cho nên là thấy lo, bảo là con đọa địa ngục A Tỳ rồi. Đấy, cho nên ở đây thì xong rồi tôi nghe như thế tôi mới cười, tôi bảo không phải,
Vậy cụ không phải đọa địa ngục A Tỳ đâu, yên tâm đi, cụ vẫn lên được đây là không sao rồi. Đấy. Thế thì bà cụ bảo con lên ở đây, để con lên ở đây để con chào thầy thôi, một một lúc nào đó, một ngày nào đó thì con không lên chào thầy được nữa thì con đi thì không biết đi lúc nào, con lên là chào thầy. Tôi bảo yên tâm thì không sao đâu, không phải đây là lần cuối đâu, chắc chắn còn lên nhiều nữa. Đấy, mình vừa nói vừa cũng buồn cười cái sự hiểu biết của Phật tử thì người ta cũng có hạn là như vậy. Cho nên xong rồi thì phải giải thích cho người ta mãi, bảo phải khởi ác tâm. Đã, Phật tử phải hiểu là khởi cái tâm ác, cái tâm coi thường, cái tâm cống cao, cái tâm ngã mạn, cái tâm gì khinh bỉ, khinh thường, khinh rẻ gì, khinh rẻ tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát để đập, để phá, để đốt hoặc là để bỏ vào những nơi gì bẩn thỉu ô uế, thì đó mới gì mới gọi là đồng với cái tội hủy Phật, hủy tranh ảnh tôn tượng của Phật, hoặc khởi cái tâm ác mà gì mà đập phá đốt chùa thì đó mới gọi là gì, mới gọi là phạm vào một trong những tội ngũ nghịch, gọi là làm thân Phật chảy máu đó. Chứ còn ở đây là gì, Phật tử do gì, do dọn cái vỏ hương, thì chúng ta biết là ở cái thời bây giờ á, vì cái thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học, cho nên cái vỏ hương ấy họ cũng in cả cái hình Phật của vì vỏ bao hương, mà vỏ bao hương họ cũng in cả cái hình Phật và hình Bồ Tát lên đó, thậm chí cả gì có khi cả những cái hãng bánh kẹo, những cái gì, những cái đồ chơi vân vân, như cái vòng đeo tay cái gì vân vân, nó hay cái đeo cổ vân vân, họ cũng đi họ làm cái hình Phật, hình Bồ Tát vào đó, họ làm cái phương tiện. Trưởng lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không, viện trưởng Tịnh Tông Ngọc Hội Thế Giới, nói rằng đấy chỉ, đấy là cái phương tiện để cho gì, cho mọi người biết đến đạo, biết đến Phật, biết đến Bồ Tát tồn tại ở thế gian này. Họ sinh ra kém may mắn không gặp Phật còn trụ thế, nhưng nay nhờ vào cái phương tiện thiện xảo của chư tôn đức tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta, đem cái tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật để với mục đích là hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Cho nên á, họ trên cái vỏ bao bì của bao hương á, họ cũng in cái tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát lên đó, thường là Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Quán Thế Âm, lên trên cái vỏ bao hương đó. Cho nên thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta là một Phật tử, là một tăng ni, mà chúng ta nhìn thấy cái vỏ hương như vậy mà chúng ta không đem chúng ta xuống bếp, hoặc đem xuống thì lò ra cái lò hóa sớ, ở chùa thì có lò hóa sớ, ở nhà chúng ta nếu mà cẩn thận thì chúng ta sẽ đem ra cái để vào cái chỗ hóa sớ ở nhà chúng ta, hoặc lấy cái chậu, chậu nhôm chứ đừng lấy chậu nhựa nhé. Phật tử đừng có lấy chậu nhựa mà hóa vỏ hương, mà hóa bao hương, mà hóa sớ nhé. Lấy chậu nhựa hóa xong đấy là bảo ôi giời, Phật thiêng quá, Phật lấy cả cái chậu của con đi rồi. Đó. Cho nên là nhớ là lấy cái chậu nhựa hoặc là lấy cái bát cũng được, cái bát ăn cơm cũng được. Đó. Như cái bát bằng bằng sứ mà đốt nhiều quá nó nóng thì nó vỡ. Đấy. Lấy cái bát bằng nhôm ấy, thì cũng được. Đó. Thì khi chúng ta những cái đồ đó như là vỏ bao hương hay là cái tranh ảnh của Phật đã cũ rồi, rách rồi, chúng ta không dùng được nữa thì chúng ta phải phải hóa đi. Nhưng trước khi hóa chúng ta khởi cái tâm thành kính mà bạch với Phật Bồ Tát, chúng ta lễ Phật ba lễ ở ban thờ nhà chúng ta, nếu chưa không có ban thờ Phật thì cho chúng ta có thể đối trước ban thần linh gia tiên chúng ta mà nhất tâm để cầu Phật, niệm danh hiệu Phật khoảng 10 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân chẳng hạn, hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đều được cả, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát khoảng độ 10 tiếng. Nếu chúng ta xong bắt đầu chúng ta khấn nguyện, con đệ tử tên là gì đó, pháp danh là gì, địa chỉ ở đâu, nay trong nhà con có những cái tranh ảnh của Phật bị cũ rách như thế này, thì con xin để Phật Bồ Tát chứng minh cho con, sẽ cho con được để làm lễ để hóa đi. Hoặc là gì, trong nhà con có cái như vỏ hương có hình ảnh của Phật, của Bồ Tát như vậy, như vậy xin Phật Bồ Tát thì chứng minh cho con, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ chứng minh cho con, cho con để hóa đi. Và nếu mà thuộc bát nhã thì chúng ta niệm niệm một biến bát nhã vào đầu ra chúng ta hóa, còn không thuộc bát nhã thì thôi chúng ta cứ một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được đó, thì khi đó chúng ta mới hóa đi. Thế như vậy là chúng ta khởi tâm cung kính mà hóa, chứ sẽ không mắc vào cái tội ngũ nghịch hay là cái tội coi thường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật đâu. Bằng không thì chúng ta biết là nếu mà chúng ta nhìn thấy
cái tranh ảnh tôn tượng của Phật mà rơi. Ở đấy là cái những cái vỏ hương là rất là chúng ta đến các chùa thì rất là nhiều, đặc biệt là chùa Hương, chùa Thầy, những cái chùa mà danh lam di tích lịch sử văn hóa của quốc gia mà đông Phật tử qua lại á, thì họ thắp hương xong là cứ vứt cái vỏ bao hương, có khi là đông người đi qua đi lại lại dẫm đạp lên, như thế thì có lại không tốt, phải tội ra. Những người họ dẫm đạp lên là phải tội, những người mà vứt xuống cũng phải tội, mà người dẫm đạp lên thì cũng phải tội. Tội ở đây gọi là cái tội gì? Là tội vô tri, tội không biết, gọi chứ không phải tội cố ý. Nếu mà biết là ai mà biết là đây là gì, tranh ảnh và tôn tượng của tranh ảnh của Phật có ở trên vỏ hương này, nếu mà chúng ta biết là cố tình biết rồi mà còn cố tình mà vứt đi, coi khởi tâm coi thường mà vứt đi, do lười biếng đem ra cái lò hóa sớ để hóa, để chúng ta gì, chúng ta vo chúng ta vứt tẹt xuống đất một cái khiến cho người khác dám đạp lên, đó gọi là tội biết nhưng mà vậy vẫn coi thường, thì cái tội đó gần gần như là tội gì, tội làm thân Phật chảy máu vậy, gần gần thôi chứ chưa bằng. Đó gọi là cái tội coi thường, cái tội coi thường cái tranh ảnh của Phật Bồ Tát, thì cái tội đấy cũng rất là lớn. Nhưng tất nhiên đấy thì nó chưa kết thành cái gọi là đại tội, đại trọng tội ngũ nghịch này đâu, một trong ngũ nghịch này đâu. Nhưng mà người vứt và sau người nào vô tình dẫm đạp lên thì cũng tổn phước, người dẫm đạp lên thì tổn phúc, mà ngồi người mà cố tình vứt biết là tội mà còn cố tình vứt sẽ gì, sẽ có tội, sẽ tổn phúc và sẽ có tội. Còn cái người vô tình dẫm đạp lên họ chỉ tội bị tổn phúc thôi, tổn phúc một chút thôi, chứ tội cũng không nặng mà cái người kia, vì họ vô tình mà họ không biết. Còn thấy rồi mà thì thấy rồi mà còn không nhặt đi là một Phật tử, mà không nhặt đi mà cố tình dẫm đạp lên hoặc cố tình bỏ đấy là phải tội. Cho nên các vị thấy tôi đi ở trên dọc chùa mà có thấy cái vỏ hương là có hình Phật một cái, hoặc thấy có bất cứ một cái gì có hình Phật Bồ Tát một cái, tôi liền cúi xuống tôi nhặt đi, đem vào lò hóa sớ, đem ra lò hóa sớ hoặc đem vào trong bếp thì hóa đi. Chứ đừng có vứt vào cái nơi gốc cây bẩn, đừng có nơi vứt vào nơi mà ẩm thấp, hay là nơi đống phân, hay nơi xọt rác. Đừng vứt vào nơi xọt rác hay đống phân, mà chúng ta nên hóa đi là tốt nhất. Thì đấy là nói là tội thứ tư, gọi là làm thân Phật chảy máu. Thời Phật tại thế thì như Địa Bàn Đạt Đa, chứ còn thời mạt Pháp chúng ta này, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì gọi là khởi ác tâm đốt phá tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát và đập phá chùa chiền hay là tôn tượng của chư Phật Bồ Tát. Còn tội thứ năm đó là tội gì, gọi là tội chuyển pháp luân tăng, chuyển pháp luân tăng hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Thì cái tội này thì Phật tử không thể phạm được, và kể cả các sư ni, các thầy ni còn không phạm được cái tội thứ năm này, mà tội này chỉ có những vị tỷ khiêu đã thọ 250 giới đó, tức là những vị tăng, những vị thọ tỷ khiêu tăng đó, thì sống với nhau một người cũng không thể phá pháp luân tăng được, mà từ bốn người trở lên, tức là một nhóm tỷ khiêu bốn người trở lên sống chung với nhau một trụ xứ, hoặc là gì chung với nhau một nơi, hoặc là sống nhiều nơi, nhưng mà bốn vị đó tập trung nhau vào một trụ xứ và tuyên bố ngược lại những lời giảng của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Ví dụ như Đức Phật nói là gì, nói về tứ đế, nói về giáo pháp tứ đế là gì, là khổ tập diệt đạo. Và Đức Phật nói là đây là bốn chân lý như thật mà Đức Phật nào ra đời ở thế giới Sa Bà này cũng đều gì, đều thuyết như vậy. Hằng hà sa số các Đức Phật quá khứ thành đạo ở thế giới này cũng đều thuyết như vậy, và chư Phật hiện tại cũng thuyết như vậy, và hằng hà sa số các Đức Phật gì, vị lai ở thế giới Sa Bà này cũng sẽ thuyết như thế. Vì thế giới chúng ta gọi là thế giới gì, thế giới Sa Bà, dịch là Kham Nhẫn, cái kinh Địa Tạng gọi là Quái Nam Thiềm Bộ Châu đó, tức là ở phía nam của núi Đại Tu Di đó. Phía đông thì có Quái Đông Thắng Thần Châu, phía tây thì có Quái Tây Ngưu Hóa Châu, và phía bắc thì có Quái Bắc Câu Lư Châu. Và phía nam chính là cõi của chúng ta này, trái đất của chúng ta này, gọi là Quái Nam Thiệm Bộ Châu. Ở phía nam cho nên gọi là Quái Nam Thiệm Bộ Châu. Nhưng mà trong kinh Phật thì chúng ta thường ấy thấy thì nói là đây là thế giới này gọi là Quái Sa Bà, hay là thế giới Sa Bà. Phiên âm từ tiếng Phạm ra, tiếng Trung Hoa phiên âm ra gọi là dịch nghĩa là gì, là Kham Nhẫn. Kham Nhẫn, cõi Kham Nhẫn này thì có cả thánh và phàm đều ở chung với nhau, cho nên mà có thánh thì đương nhiên là
không nói tới rồi, nhưng phàm, phàm phu thì gì? Thường là do tham sân si mạn nghi, tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân, nó ngăn che mất cái bản tính, mất cái tâm bồ đề, mất cái tự tính giác ngộ của mình từ vô thủy đó, cho nên á mới gọi là chúng sinh. Vì vậy á mà Đức Phật nói gì? Đầu tiên khi chuyển bánh xe pháp, chúng ta biết là ngài nói về pháp tứ diệu đế, nói về khổ đế. Khổ đế là gì? Đức Phật nói về nguyên nhân của khổ thì nói rộng thì có vô lượng vô biên, nói hẹp lại thì có tam khổ, là khổ, khổ hoại khổ và hành khổ, mà nói thì nói rộng hơn một chút đó, thì có bát khổ. Bát khổ tức là tám nỗi khổ, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, tức là cầu bất đắc khổ tức là cầu mong mà không được á, vừa lòng tỏa ý đó là khổ. Ái biệt ly khổ, sáu là ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Và thứ bảy là gì? Oán tắng hội khổ, tức là gì? Ghét mà phải chung sống với nhau, cùng một nhà, cùng một khu phố, cùng một thôn bản đó, thì đó gọi là gì? Là khổ, đi ra đi vào nhìn thấy nhau đó là khổ. Và cái thứ tám gọi là ngũ ấm xí thịnh khổ, tức là năm ấm chỉ cho năm ấm ở trong thân thể của mình đó, nó không được điều hòa thì sinh ra gì? Các bệnh khiến cho chúng ta đau khổ, thì đó gọi là khổ. Tám khổ: sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng ngộ, oán tăng hội khổ. Có người Bắc thì đọc là oán tăng hội khổ, miền Nam thì đọc là oán tăng hội khổ. Và thứ tám là gì? Ngũ ấm xí tịnh khổ. Cho nên tám nỗi khổ này Đức Phật nói là cái nguyên là gì? Là cái quả mà chúng sinh gì đã gieo ở đời trước, cho nên á nó sẽ mới gì mới có cái sự khổ ở đời này, và đồng thời thì nó cũng là nhân của gì của đời này, nó kết thành gì thành quả ở đời sau. Về cái khổ này, tám nỗi khổ này nó vừa là gì, là cái kết quả của cái nhân của đời trước chúng ta gieo trồng, mà đồng thời nó cũng là gì cái nhân của đời này để cho gì thọ cái kết quả đời sau. Cho nên ở đây là gọi Đức Phật nói về đầu tiên. Pháp đầu tiên trong tứ diệu đế Đức Phật nói là khổ đế. Thực sự con người chúng ta là khổ đấy, đã sinh ra ở trên đời này là khổ đấy. Ngày xưa tôi đọc giáo pháp về tứ diệu đế này, tôi có cảm thán và tôi có sáng tác một cái bài hát, gọi là bài hát Chia tay quán trọ, cũng khá hay. Bài hát cũng khá hay. Bài hát này nói về cái ý nghĩa này, nói về cái cuộc sống ở thế gian này. Từ khi chúng ta sinh ra thì có mặt ở trên cõi đời này, ở trên nhân gian này là khổ rồi. Và chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, chúng ta hiểu gì? Nó chỉ như ở tạm bợ trên một, như một quán trọ mà thôi. Và chỉ khi nào chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ được, thì chúng ta mới có thể tự do tự tại thoát ly những nỗi khổ ấy. Thì hôm nay thì giọng thuốc lá đá thuốc lào thì không hát, một hôm nào đó thì nếu mà đủ duyên thì sẽ hát các Phật tử nghe một cái bài hát. Nếu mà hiểu ra thì bài hát là rất là hay, ý nghĩa. Bài hát có thể nói là rất hay. Nếu là Phật Phật tử, chúng ta hiểu về nhân tình thế thái, hiểu về sự vô thường, khổ không vô ngã, kiếp nhân sinh luân hồi ấy, thì phải nói là bài hát rất ý nghĩa, rất hay. Thế hôm tôi quảng cáo ít thôi, không có các Phật tử lại đi bắt hát đấy. Để một dịp nào đó thì đủ duyên thì hát cho các vị nghe. Và pháp thứ hai Đức Phật nói là tập khổ đế. Pháp thứ hai là tập đế. Tập là gì? Là nguyên nhân, là những tập khí, những thói quen thiện ác chúng ta gì? Chúng ta từ suy nghĩ, lời nói và việc làm, tức là hành động hàng ngày đó, nó tạo nghiệp đó, gọi là tập, tức là những thói quen hàng ngày chúng ta hun đúc lại, huân tập lại, đó gọi là tập đế. Ví dụ như đứa trẻ khi mới sinh ra,
Nhà nho họ gọi là gì? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Ở nhà, nhà lão giáo thì bảo là nhân chi sơ, tính bản ác. Còn Phật giáo chúng ta thì nói nhân chi sơ, tính vô ký. Đó, nhân chi sơ, tính vô ký. Đó, cho nên đấy là ba cái quan điểm. Nhà nho thì gọi là nhân chi sơ, tính bản thiện. Và lão giáo thì phản bác lại gì? Nói là thiện cái gì? Nó có thiện đâu. Vừa sinh ra gì? Nó làm cho mẹ nó đau đớn, làm cho cả nhà lo lắng, thậm chí làm cho mẹ nó đau đớn đến thừa sống thiếu chết. Có khi nó dìm chết cả mẹ nó để gì? Để nó chui ra. Cho nên đó gọi là, cho nên nhà lão giáo nó này, họ phản bác lại là con người ta khi mới sinh vậy, vốn nó đã ác rồi. Vốn nó đã ác cho nên gì? Nó làm cho mẹ nó đau đớn như vậy, làm cho cả nhà lo lắng sợ sệt như vậy. Cho nên gọi là con người ta mới sinh đó là bản tính của nó là ác. Lão giáo phản bác lại. Nho giáo thì cho rằng con người ta khi sinh ra cũng là thiện, đứa trẻ nó có biết làm ác đâu. Nó không biết sát sinh, không biết trộm cắp, không biết tà dâm, không biết vọng ngữ, không biết uống rượu, vân vân. Không biết gì, không biết nghĩ tới việc ác, không biết nói tới việc, không biết nói những lời nói ác và không thì không có hành động ác. Nó sinh ra thì một đứa trẻ nó sinh ra nó ngoan ngoãn nó khóc như vậy. Mẹ nó sinh ra mẹ nó đau đấy là việc của mẹ nó đau chứ đâu có phải là đứa trẻ làm mẹ nó đau đâu, vân vân như thế. Cho nên gọi là họ cho rằng nhân chi sơ, tức là con người khi mới sinh bản tính của nó là thiện. Còn quan điểm của Duy Thức Học trong nho trong Phật giáo thì nói nhân chi sơ tính vô ký. Con người ta khi sinh ra là gì? Vốn cũng chẳng phải thiện, cũng chẳng phải ác. Mà gì? Do gì? Do vô ký. Vô ký thì gì? Do không nhớ, tạm thời không nhớ được cái nguyên nhân vì đâu chúng ta có mặt ở cuộc đời này. Và vì sao? Vì cái nghiệp gì chúng ta gì có mặt ở ở nhân gian này. Vân vân và vân vân. Đó. Nhưng lớn lên nếu tu tập đó, dần dần chúng ta có gì? Có thần thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông. À, thì chúng ta sẽ biết được đời trước chúng ta nguyên nhân vì sao chúng ta gì đến đây, chúng ta đến đây vì mục đích gì hay vì nghiệp gì, vân vân đó. Thì chúng ta khi biết được thì chúng ta sẽ thấy quả thật là khi mới sinh ra chúng ta gì tính của chúng ta là vô ký, tức là không nhớ được việc thiện việc ác ở đời trước chúng ta như thế nào. Và đời này khi lớn lên sinh ra dần dần chúng ta cứ phải huân tập dần dần do học thì mới gì mới biết cái học đó chính là gì, là tập đấy thì mới biết. Tập những thói quen gì thì nó sẽ thành cái đó. Tập những thói quen thiện thì nó sẽ gì? Sẽ thành người thiện. Tập những thói quen gì? Xấu ác thì sau này chúng ta sẽ thành những gì? Những kẻ ác. Đó, cho nên cái quan điểm của Phật giáo thì đặc biệt là Duy Thức Học thì nói nhân chi sơ, tính vô ký. Do tập mà gì? Như Đức Phật nói do tập khí. Và do gì? Do sự học tập. Mình nói nôm na do sự học tập hay là do tập khí mà tạo thành tâm tính của con người của chúng ta khi trưởng thành vậy, khi lớn lên vậy. Đó, gọi là tập. Diệt, diệt ở đây tức là gì? Chính là sự thanh tịnh ở trong tâm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không tự khởi phiền não. Đó gọi là diệt, tức là tâm đã gì, đã vắng lặng, đã thanh tịnh giống như cốc nước bẩn đã được đem gì, đem lọc nhiều lần và nó đã gì, đã sạch và có thể dùng để uống, dùng để tắm giặt và dùng để vào những công việc chúng ta cần dùng hàng ngày được. Thế đó gọi là gì? Diệt là chỉ cho cái sự thanh tịnh của tâm hồn của chúng ta, của chúng sinh chúng ta đã trải qua cái thời gian tu tập và đã chứng gì? Đã chứng được thánh quả. À, gọi là diệt. Đạo, đạo tức là con đường. Đạo ở đây tức là con đường, là pháp môn tu. À, là pháp môn tu là con đường để dẫn đến đến ngôi nhà gì? Ngôi nhà tâm thanh tịnh, dẫn chúng ta đến ngôi nhà tâm thanh tịnh, tự do tự tại giải thoát ở trong. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.